Gì mà reo hò dữ vậy? Rồi, mời bạn trai. Làm bạn trai nào đâu đây, mời. Nay làm như Long Thành sống chuồng hay gì? Cuốn này nó như cuộc đời của anh vậy. Anh mới viết được trang đầu tiên khi anh gặp em thôi. Anh đợi em khoảng 3-4 tháng nay rồi. Anh hy vọng nếu em can đảm á, thì em cùng anh viết tiếp cuộc đời còn lại của anh trong cái cuốn sổ này. Dạ, em cảm ơn. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi, mời em ngồi. Mời bạn nam. Gì mà reo hò dữ vậy? Trời đất ơi, làm gì trời? Rồi, bây giờ hai bạn hãy giới thiệu về mình đi. Mời bạn gái giới thiệu trước nè. Dạ, chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và các bạn ở trường quay ạ. Em tên là Nguyễn Thị Mỹ Châu, năm nay em 28 tuổi. Hiện em đang là nhân viên văn phòng tại bệnh viện. Quê Châu ở đâu? Quê em ở Cần Thơ nhưng mà em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. À, rồi, mình đang làm việc ở quận mấy em? Dạ, bệnh viện quận 3 chị. Quận 3. Rồi, mời bạn trai. Làm bạn trai nào đâu đây, mời. Nay làm như Long Thành sống chuồng hay gì? Gì vậy, có giới thiệu không? Chưa, từ từ đi. Trục trặc hả bạn trai, trục trặc kỹ thuật cái gì đây? Trời ơi. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường. Rồi, chào bạn. Chào quý vị khán giả và các bạn hỗ trợ chương trình. Mình tên là Nguyễn Huy Hảo, năm nay mình 29 tuổi. Quê quán ở Hà Nội nhưng mà mình sống ở Hồ Chí Minh rất là lâu rồi. Hiện tại thì mình đang ở quận 8. Công việc chính gì? Dạ, công việc chính của em là về marketing. Hiện tại em đang phát triển dự án về giáo dục ở trường đại học tài chính marketing quận 7. Vậy mà nãy tưởng nó nuôi bò. Thôi được rồi, vậy rồi, cũng vui. Bây giờ mình giới thiệu ưu điểm, khuyết điểm của mình đi hai bạn. Mời bạn gái. Ưu điểm của em là rất là chân thành. Em hiền và biết quan tâm, chia sẻ, lắng nghe mọi người. Rồi. Dạ, khuyết điểm của em thì hơi sợ đứng trước đám đông. Em ít nói. Hơi nhút nhát ha. Dạ. Rồi. Với lại em nấu ăn không có ngon cho lắm. Hiện tại mình đang sống với ai? Dạ, em sống với gia đình, ba mẹ với anh chị. Mời bạn trai giới thiệu ưu điểm, khuyết điểm của mình. Dạ, em xin giới thiệu sơ bộ về cái ưu điểm của em. Cái điểm mạnh nhất của em nấu ăn. Nhưng mà em thích nấu thôi, không thích dọn. Nên nếu mà bạn nữ dọn là em sẵn sàng nấu. Trời, ở bên đây thì không biết nấu, em dọn được không em? Dạ được chị. Dạ bên đó ảnh nấu cho em ăn rồi em dọn. Dạ. Rồi còn gì nữa không em trai? Dạ, cái thứ hai là khả năng của em trông trẻ rất là tốt. Em rất là thích chơi với trẻ con. Ưu điểm nữa là em là người dễ thay đổi, dễ lắng nghe và không bao giờ cố chấp. Gì lạ? Dễ thay đổi là sao? Tức là mình thích nghi được với lại môi trường sống đó chị. Mình dễ bị tha thứ hơn chứ không có cố chấp là phải đi theo một cái. Chứ trong tình yêu mà dễ thay đổi là mệt lắm nha. Dạ. Khuyết điểm. Dạ, khuyết điểm thì hơi nhiều nhưng mà em chỉ nôm na khoảng 3 cái thôi. Thí dụ? Dạ, cái đầu tiên là em nói nhiều lắm. Nếu mà ngoài công việc ra mà em rảnh á là em nói dữ dằn lắm. Nói mà em đo luôn á là khoảng hơn 10.000 từ ngày. Trời ơi. Khuyết điểm gì nữa? Thứ hai là nóng tính. Ở đây á là khi em làm việc á thì em muốn có một không gian yên tĩnh. Nên là cứ để em làm thôi, đừng có đụng vô em thời điểm đó. Em có thể rất là dễ bị cáu. Chứ ngoài công việc ra thì bình thường. Rồi thứ ba. Dạ, cái thứ ba nữa là về cái độ lãng mạn. Hiện tại em 29 rồi. Nếu mà bạn gái đòi một sự lãng mạn ở hiện tại thì rất là khó. Tại vì hướng ở bây giờ chỉ là xây dựng gia đình thôi và phát triển sự nghiệp về con gái sau này thôi. Phải làm sao cho người ta, phụ nữ biết là mình thương yêu, mình chăm sóc người ta chứ. Lãng mạn. Em có rất là, anh thấy hôm nay mặc đồ là anh biết em chu tính cỡ nào rồi. Rồi. Em đảm bảo là bạn đã quen em là một ngày chỉ cười. Vậy được rồi. Rồi thôi vậy cũng được. Bạn gái, em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua một mối tình rồi chị. Bao lâu rồi em? Khoảng 7 năm. Em chia tay 3 năm rồi chị. À, dạ, 7 năm rồi. Sao lại phải chia tay vậy em? Dạ, chắc là tụi em không có duyên. Tại vì tụi em quen là từ lúc còn đi học á. Cho nên tới lúc ra kiếm việc làm được rồi thì mấy bạn đã cũng tìm người khác luôn rồi. Nói chung là tình yêu 7 năm nhưng mà của thời tuổi trẻ, thời còn đi học, đúng không? Nó cũng chưa đủ sự chín chắn. Rồi, bạn trai mình có mấy mối tình? Dạ, em thì thuộc loại thanh niên dễ dãi, dễ bị dụ lắm. Em quen đến giờ là 16. Nhưng mà chính thức quen là 6. Yêu thì 1. Chia tay cách đây khoảng 3 năm rồi chị. Quen được 4 năm rưỡi. 4 năm rưỡi là cũng dài lắm à. Dạ, đây là mối tình mà nếu mà nhắc lại em cũng... Thật sự em chúc phúc cho cô bé đó rất là nhiều.
Cô đã có gia đình chưa? Dạ cuối năm nay cưới. Rồi bây giờ mình tính tới chuyện mới đi, đừng tính chuyện cũ nữa. Bây giờ em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ em muốn tìm một bạn trai chân thành. Tại em ít nói á, nếu bạn ấy vui tính một chút thì tốt. Nói nhiều như anh đó được không? Anh nói là 10.000 từ một ngày đó. Được không em? Dạ chắc là được. Còn gì nữa không em? Dạ em không thích bạn trai hút thuốc á chị. Em có hút thuốc không? Dạ hồi 5 tuổi có hút mà giờ bỏ rồi. 5 tuổi có hút. Này biết hài hước ghê ha. Coi như không có hút đó em. Rồi sao? Còn gì nữa? Về ngoại hình. Em thích bạn trai cao hơn em khoảng 1m6, 1m65 gì đó là được rồi. Ngoại hình trung bình thôi. Rồi bên này bạn gái mẫu người cũng rất là đơn giản, chỉ cần bình thường là được. Bạn trai thì sao? Mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Dạ mẫu người lý tưởng của em hiện tại là đơn giản cực kỳ luôn. Em kiếm mẹ cho con em, và đặc biệt là kiếm con gái cho bố mẹ em. Vậy thì người yêu lý tưởng của em như thế nào? Dạ mẫu người yêu lý tưởng của em thì hiền, biết chăm sóc gia đình, hy sinh bản thân của mình cho gia đình. Là ví dụ như chồng đi làm thì vợ có thể ở nhà chăm con, tại vì chăm sóc con cái là cái nền tảng rất là. Ủa là sao? Là cuối cùng là không cho người ta đi làm hả? Dạ tại vì bây giờ mà có lấy về thì cũng làm chung với công việc với em thôi. Em cũng hoạch định sẵn công việc rồi, làm chung với em hoặc làm công ty bình thường. Nhưng mà sinh con là nên tập trung chăm con trước, cho nó cứng 1-2 tuổi rồi đi làm muốn sao cũng được, thoải mái. Bao lâu nữa thì tiến tới hôn nhân? Nhanh nhất thì năm sau, tại vì em bây giờ 29 rồi, điểm đẹp của em là 30, thì cứ năm sau là được. Mà ý tưởng gì bữa nay vậy? Dạ em cũng muốn nhắn nhủ đến bạn gái á, khi mà cố gắng luôn luôn có sữa cho con bú. Tại vì em nói là nếu mà vợ ít sữa thì chồng có sữa. Ok, cũng bình thường đó. Dạ cảm ơn chị. Rồi để anh xem coi đàn gái cô có hợp với anh đây không nha. Đàn gái người ta ngon lành, điềm đạm, thùy mỹ, nết nha. Đàn gái. Dạ em chào anh. Xinh ha, xinh xắn ha. Em ơi, bây giờ em nghe bạn trai nói thì em cảm nhận như thế nào? Dạ em thấy anh ấy cũng vui tính. Anh vui tính đó. Dạ. Anh tính toán cũng kỹ lắm, giỡn giỡn chơi vậy thôi. Chứ một con người lập trường cũng khá vững đó em. Dạ. Muốn lấy chồng sớm không? Dạ muốn anh. Em muốn hả? Một năm nữa không? Được không? Dạ được. Càng sớm càng tốt. Càng sớm càng tốt ha. Em ghét nhất cái tật xấu gì của người đàn ông? Em ghét con trai ba hoa, nói mà không có làm được. 10.000 từ có ba hoa không? Dạ kể chuyện hai không ạ? Được. Kể chuyện hai nói chuyện vui thôi. Anh thấy cũng ổn đó, cũng vui đó nha. Dạ. Rồi mình khảo sát ý kiến người thân nữa làm cho hai bên gặp mặt luôn. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ với chị gái. Rồi cho chị gặp mẹ em. Tôi xin chào MC Huyền Linh và MC Cát Tường. Dạ. Tôi rất là vui khi được gặp bạn này là thấy là ưng ý. Dạ ưng ý hả cô? Dạ. Dạ. Như để cho chị góp ý thêm. Dạ. Chị ruột á hả? Thấy em rể tương lai sao chị gái? Theo em thấy là em rể tương lai là được. Có thể là bù đắp lại với lợi trong những lúc mà bé Châu ít nói á, có người cũng nói lại cho vui cũng đỡ. Châu, nhìn khuôn á. Thích rồi đó. Thích khuôn á. Cảm ơn gia đình bên đàn gái. Dạ, cảm ơn cô với lại chị rất nhiều. Rồi, đàn trai đi với ai đây? Dạ, hôm nay em đi với lại bạn và cháu của em. Dạ, đáng lẽ hôm nay là ba mẹ em đi á. Nhưng mà sáng nay có bệnh nhân đột xuất á, nên mẹ em phải ở nhà khám bệnh á. Nên là mà nãy giờ là mẹ gọi miết à, hỏi tình hình sao rồi cũng dữ dằn lắm. Mẹ em là bác sĩ hả? Dạ, đang làm phòng khám nên là không có bỏ bệnh nhân đi được. Thôi bây giờ cho gặp bạn với gặp cháu đâu, cháu đâu? Dạ, con tên là Ngô Minh Đức. Con chào chú Quyền Linh, chào cô Cát Tường và chào tất cả khán giả. Trời, giỏi ta. Rồi, cô chào con. Rồi, nãy giờ con coi là con có nhận xét gì về hai cô chú ngồi trên này? Dạ, cậu con thì cũng ít nóng tính. Con cũng hiếm khi thấy cậu con nóng tính lắm. Thì cậu cũng hòa đồng và mỗi lần mà có tiệc gì đó là cậu đều là trung tâm của bọn trẻ con. Ghê vậy hả? Trung tâm bọn trẻ con hả? Dạ. Còn con thấy mợ rồi sao? Cũng tốt bụng hiền, chắc là cũng hợp với cậu con. Ghê ghê. Rồi cho gặp bạn đi. Em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường và quý vị khán giả ở trường quay. Em tên là Vũ, là bạn của Hảo cũng rất lâu, từ cấp 2 rồi. Thì tính tình của Hảo thì như mọi người thấy rất là vui vẻ, lại biết nấu ăn nữa. Mà Châu bên đây thì không biết nấu ăn thì không sao đâu. Còn cái phần mà sau khi nấu ăn mà ai mà dọn dẹp thì không sao đâu Châu. Em dụ nó một hồi là nó cũng dọn hết à. Cho nên em thấy hai người có thể tiến tới được nhau. Em xin rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Rồi, bây giờ hai bạn gặp nhau đi nha. Cái bạn lại trạng thái ban đầu. Chuẩn bị, mở rào. Dạ
bắt đầu âm nhạc. Có. Trời đất ơi. Rồi, ngồi xuống đây đi em. Mà thấy đường ngồi không? Thôi, đó. Thường thường là nhà trai cô chú rể mở, gái tự mở, mở tự màn, kiểm tra coi. Mở mặt cô dâu. Anh ấy là ai? Bên nay cô dâu mở mặt chú rể xỉu luôn. Phú Hà. Đó, Phú Hà. Xin chào em. Dạ, em chào anh. Nè, cảm ơn ta đi. Anh có một món quà. Cuốn này nó như cuộc đời của anh vậy á. Anh mới viết được trang đầu tiên khi anh gặp em thôi. Anh đợi em khoảng 3-4 tháng nay rồi. Anh hy vọng nếu em can đảm á, thì em cùng anh viết tiếp cuộc đời còn lại của anh trong cái cuốn sổ này. Dạ em cảm ơn. Rồi chúng ta có 2 phút để trò chuyện. Bạn gái cảm giác thế nào khi lần đầu tiên gặp bạn trai mà trong một hình hài rất là dễ thương như vậy? Hơi bị bất ngờ. Lần đầu tiên em gặp người vui tính như anh. Anh cảm ơn lời khen của em. Thật ra lúc mà nhìn em á, anh cũng hơi hết hồn. Anh dặn chương trình rồi, kiếm xấu xấu thôi cho dễ bấm nút. Kiếm vậy khó quá, không biết được cơ hội không. Chưa gì mất tự tin rồi. Anh muốn hỏi em một câu á. Dạ. Nếu mà mình mà có thể có cơ hội mà tiến tới hôn nhân á, thì em muốn đẻ con trai hay con gái? Nếu câu trả lời là gái, anh sẽ đến ôm em ngay luôn. Em thích cả trai lẫn gái, nhưng mà con gái đầu lòng thì tốt hơn anh. Em giống y chang anh, nhà anh cuồng gái lắm. Đâu ôm ngay luôn đâu. Thôi để em ôm đại đi. Trời ơi, cởi bộ đồ đó ra. Ông bận bộ đồ đó, ông giấu cái body của ông ở trong. Em không muốn nhìn cái body của ai anh. Ai mà biết. Được là vô sau mình nhìn sao cũng được anh. Này gì đây anh, gì đây? Em cũng có món quà muốn tặng cho anh. Wow, anh thấy chữ chồng tương lai. Nhớ bấm nha. Đứng kế bên đọc cho bạn gái. Không, em không bị, không gỡ được. Dạ. Bò nó cũng biết mở thư nữa ha. Mở cho. Đứng sát bên bạn gái đọc, bạn gái viết cái gì cho bạn đó. Dạ. Gửi người sẽ nắm lấy tay em bước tiếp đoạn đường sắp tới. Chồng ơi, anh có biết em đã đợi bao lâu để được gọi lên 2 tiếng này không? Em là một cô gái nhút nhát, em rất sợ người lạ, sợ có ai đó sẽ bước vào làm đảo lộn cuộc sống của em. Nhưng em cũng luôn mong chờ một người sẽ bước đến nắm tay em, dẫn ép em vào một cuộc sống mới thật nhiều hy vọng và hạnh phúc. Và cuối cùng anh cũng đã đến, chào anh chồng tương lai của em. Cái cặp này hình như là đâu từ kiếp trước rồi á. Rồi, cảm nhận về nhau thế nào? Bạn gái thấy chàng trai thế nào? Nói luôn đi nào. Em hơi xúc động. Cứ nói đi em, hãy nói cảm nhận của mình không sao cả. Anh nắm tay em cho đỡ luôn. Dạ, em chờ được nói lên những tin này cũng lâu lắm rồi. Nãy nghe những cái yêu cầu của anh về bạn gái hay là về vợ tương lai á, em thấy em sẽ cố gắng để... Anh hiểu rồi. Anh cũng hy vọng là hai đứa có thể cố gắng làm sao để gia đình hai bên vui. Rồi mình có thể hy sinh cho nhau cuộc sống, cãi nhau này nọ. Nhưng mà khi anh nóng thì em nguội, khi em đánh đá thì anh sẽ thùy mị hơn. Anh hy vọng là mình sẽ chan hòa được cái đó. Dạ, em muốn anh luôn luôn nắm tay em như vậy, không bao giờ buông ra hết. Được, anh tin tưởng rồi. Về ghế luôn, không cần nói gì nữa cả. Chúng ta tiến hành bấm nút luôn. Ngày hôm nay thực sự là họ đã có duyên với nhau. Còn phận thì họ sẽ quyết định trong vòng 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chưa đếm thì bạn nam đã bấm nút rồi. Mà sao em gấp vậy? Từ từ em phải đợi chị đếm chứ. Chị chưa đếm mà. Phải cướp nhanh chứ. À phải cướp nhanh. Người ta đợi đuổi. Này, nắm tay nhau đi nào. Hôn nhau đi. Thôi em, anh xin hôn vô má của em nha. Nắm tay bò nãy giờ có cảm xúc gì không em? Nó không có nhiệt độ gì hết. Không có nhiệt độ gì hết trơn. Đó. Đây là chiếc vé xem phim để các bạn có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn. Gửi tặng các bạn chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Em hình dung bạn gái bên đây thế nào? Em nghĩ cũng giống cậu. Trời, bạn gái mà giống cậu. Có khuôn mặt nó giống. Thí dụ giờ anh chịu là tháng 1 cưới được không? Dạ được ạ. Trời ơi, cho cô đi dễ vậy trời. Rồi được. Mời bạn nữ. Rồi, mời bạn ngồi.
Bây giờ bắt đầu chúng ta giới thiệu về nhau đi. Mời bạn nam. Dạ, em xin chào anh Quyền Ninh, chào chị Cát Tường, chào khán giả trường quay, chào bạn nữ bên kia. Em xin tự giới thiệu, em là Trần Đình Ngọ, em đến từ Bình Phước, hiện tại em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và công việc em là kỹ sư quy trình. Ngọ năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em 28 tuổi ạ. 28. Rồi mời bạn nữ giới thiệu. Dạ chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh. Chào, chào bạn nam và quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Nga, năm nay em 26 tuổi, hiện tại em đang là kế toán viên tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Bây giờ mình giới thiệu một chút xíu về điểm mạnh điểm yếu của mình đi ha. Điểm mạnh của em hầu như em thấy không có được điểm nào, nhưng mà điểm yếu của em thì lại vô số. Đặc biệt là em không có nấu nướng giỏi cho lắm, hầu như tất cả đều là đồ luộc á. Còn tiếp theo đó là em vô cùng vụng về, em hầu như là hay làm bữa bát đĩa lắm, nên là bây giờ gia đình cái đồ dùng trong gia đình của em á là toàn là đồ nhựa thôi. Bình thường là ở nhà thì ai đi chợ nấu ăn cho em? Em ở một mình ạ. À rồi tự nấu tự ăn? Dạ vâng, tự nấu và hầu như chỉ có em nấu được một mình em ăn thôi. Vậy được rồi. Ủa quanh năm em ăn đồ luộc không em hả? Lạ vậy ta. Cũng phải có một cái ưu điểm gì chứ, không lẽ mình không có ưu điểm gì hết? Thì ưu điểm là đồ luộc đó. Cái gì cũng luộc hết trơn. Em hát thì cũng tạm được ạ. Nên là hôm nay em sẽ tặng anh chị, quý vị khán giả và bạn nam một đoạn thôi ạ. Đó, phải có ưu điểm chứ. Rồi, mời bạn. Nếu mây kia mà người yêu em đi về nơi nào xa vời, nếu xa xôi đành để riêng đôi ta về hai phương trời, có hay chẳng không người yêu anh mong rằng tim mình không rời, để ngày đêm anh với anh mong một ngày không cách xa. Hay rồi nha. Hay hát nghe hay đấy, hơi hay hay đấy. Dạ. Nè em coi nè, bên đây là chàng nhạc sĩ nè, chuẩn bị đàn luôn. Tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng dở. Không phải, cái này là bài hát. Còn bây giờ em chứng minh cho bạn gái bên kia thấy đi. Nào, bên đây có đàn sẵn luôn rồi. Em xin phép tặng bạn gái một bài. Tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng dở. Ngoài cái ưu điểm là đàn, mình còn ưu điểm gì nữa không? Dạ em biết nấu cơm chưa? À bù qua bên đây. Được được. Quan trọng là nấu chín hay không thôi. Không, tại em thường nấu cơm cả không ăn luôn. Dạ. Đồ ăn em nấu được gì? Em nấu món gì cũng được. Nhưng bạn bè ăn được không? Chắc được anh ơi. Ăn được luôn thì tốt. Tốt vậy rồi. Bên kia là có luộc không là khỏe rồi ha. Dạ. Rồi khuyết điểm gì nè? Khuyết điểm em nói nhanh chưa? Đúng rồi, nãy giờ bên đây khó nghe lắm luôn á. Đi tỏ tình mà nói kiểu này đó là dạ bên kia có nghe được gì đâu yêu. Mình nói vậy bạn nghe được không bạn? Cũng tạm được. Tạm được. Tạm được. Rồi bây giờ em nói về tình trường của em cho cô gái bên kia nghe đi. Thì em đã trải qua 3 mối tình rồi. Trời, mối tình gì mà 3 mối tình luôn á hả? Dễ sợ ha. Mối tình học cấp 3, còn 2 mối tình ở trong công ty em luôn. Trong công ty mà yêu 2 người lúc luôn. Tại vì làm công ty 4 năm rồi, nên là khoảng 2 năm em quen người. Rồi cái hai cái người yêu đó biết nhau không? Không biết ạ. Em hay dữ vậy. Bạn anh nghỉ thế bạn sau mới vô. Tao không dễ sợ. Người ta nghỉ mới quen người khác. Lý do sao chia tay? Em cũng xác định hôn nhân nhưng mà có thể em chưa có đủ trưởng thành á, nên không để níu kéo tình yêu đó, nên là cũng rất tiếc. Ai chưa trưởng thành? Em ạ. Lúc đó thì năm ngoái thì chưa đủ trưởng thành. Rồi bây giờ đủ chưa? Giờ đủ trưởng thành nên đi. Rồi bây giờ nếu quen nhau được thì chừng nào mới tính tới hôn nhân? Chắc tháng 1 năm sau chứ. Tính luôn tháng 1 năm sau luôn á hả? Dạ. Bên kia tình trường thế nào em gái? Dạ em trải qua 2 mối tình ạ. Một mối tình từ thời đại học và một mối tình khi em vào trong thành phố Hồ Chí Minh làm việc á, thì em có được giới thiệu một bạn nam, nhưng mà cái mối tình này chưa được chính thức lắm. Em mới tìm hiểu thôi, nhưng mà cảm giác như là hai người không hợp nhau á, nên là chúng em đã dừng lại và vẫn là bạn bè. Nghĩa là chưa sâu sắc gì đúng không? Dạ. Bây giờ mình mong muốn kiếm một người bạn trai như thế nào nè? Cái hình người bạn trai lý tưởng của em á là cao 1m6 trở lên. Bên kia nhiêu? Dạ trên 1m68 chưa? Bạn mập mập một chút ạ, là có khuôn mặt cũng vậy, tròn tròn và mặt chữ điền. Như vậy thì trông bạn ấy rất là phúc hậu. Có cái mẫu người lý tưởng không? Giống như cậu của em ạ, tức là người đang ngồi phía dưới khán giả. À. Cậu đâu, cậu đưa tay coi cậu. Trời, cậu đẹp trai ta. À, là giống cậu vậy đó phải không? Dạ. Mày cũng giống giống mà nha.
Còn tiêu chí gì nữa không? Em rất thích bạn nam đeo kính. Kiếm giùm cho anh cái kính lên lời. Chúc mượn cho cái kính. Có điều gì em không thích ở người bạn nam? Em không thích một người bạn gia trưởng quá. Khó tính. Có gia trưởng không trai? Chị yên tâm, em không gia trưởng chưa? Em cũng hiền thôi. Em không có khó tính. Được mọi người đánh giá dễ tính nhé. Còn em muốn một người yêu như thế nào? Ngoại hình dễ nhìn được rồi. Về tính cách thì biết kính trên nhường dưới. Chiều cao cân nặng gì có yêu cầu không? Chiều cao thì 1m55 trở lên được rồi. Nặng 90 được ký được không? Tôi vừa vặn được rồi anh. Ngoại hình gọi là ưa nhìn được rồi anh. Rồi để tôi qua bên kia coi. Thôi tôi qua trước. Tại vì ngồi bên đây tôi khó nghe quá. Anh nói cái tiêu chuẩn không nghe. Bây giờ thí dụ như là cô bên đây được là qua đầu năm sau là đám cưới được. Dạ. Bây giờ là trưởng thành rồi đúng không? Dạ, dạ. Lấy vợ về xong thì mình dự định là sẽ sinh sống ở đâu? Ở thành phố hoặc là Bình Phước cũng được. Hoặc là phố đâu phù hợp thì sống ở. À. Mình có yêu cầu gì về phía nhà gái không? Gái thì em không có yêu cầu. Sao cũng được hết đúng không? Dạ, ế quá vậy. Cái điều gì em ghét nhất ở người bạn gái? Thái độ của nói chuyện mà hơi đánh đá. Vậy chứ nãy em thấy cô gái bên kia nói chuyện có đánh đá không? Không, thấy được. Nói chậm chậm lại một chút nha. Dạ. Để bên đây người ta nghe với người ta mới hiểu mình chứ. Em hình dung bạn gái bên đây thế nào? Em nghĩ cũng giống cậu. Trời, bạn gái mà giống cậu. Khuôn mặt nó giống. Em chào anh ạ. Chào em gái. Dạ. Dễ thương quá. Cảm ơn anh. Nãy giờ em nghe ảnh nói em thấy cái tính chất anh này như thế nào, em có cảm nhận được không? Anh cũng là một người dễ tính. Dễ dạ. Dạ. Vui tính nữa. Dạ. Hài hước nữa. Dạ. Nhìn mặt mắc cười à. Thí dụ giờ anh chịu là tháng 1 cưới được không? Được ạ. Được luôn hả? Dạ. Bên đây cũng dễ. Cưới luôn. Dạ. Em. Dạ. Có ghen không? Dạ em không ạ. Không ghen trời, có dễ nữa. Dạ. Anh thấy hợp lý, nhưng mà thí dụ về Bình Phước ở được không? Dạ được ạ. Trời ơi, chúng cô đi dễ vậy trời. Rồi được. Được ha. Duyệt không? Duyệt không? Duyệt. Duyệt. Bây giờ rồi, cho gặp người nhà cái xong mình tiến hành tháng 1 nó cưới luôn nha. Nãy giờ giới thiệu cậu rồi đúng không? Mình dạ. Cậu đi với ai nữa? Hôm nay ngoài cậu ra thì em đi với ông bà và sếp của công ty em nữa. Ông bà nội hay ngoại em? Ông bà ngoại ạ. Rồi cho gặp ông ngoại, bà ngoại trước đi. Con chào. Dạ, chào ông. Chào ông ngoại, bà ngoại. Trời, ông ngoại trẻ xin quá. Xin chào anh Quyền Linh. Dạ. Xin chào chị Cát Tường. Dạ. Xin chào bạn trai. Dạ. Và xin chào tất cả các khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Ông ngoại thấy cháu rể tương lai được không ngoại? Qua cái trao đổi của hai cháu và nhìn các cháu trên sân khấu thì cái cảm nhận ban đầu thì tôi thấy hai cháu có vẻ rất là hợp nhau. Cháu trai thì đàn rất là hay. Và cháu gái của tôi thì hát cũng được. Bạn trai bên này thì thấy cũng to cao đẹp trai, trẻ trung. Nhìn vào thấy lúc nào cũng rất là tươi. Cười suốt vậy đó ngoại. Tôi thì cũng mong cho hai cháu có thể tìm hiểu nhau. Và nếu tiến tới được hôn nhân thì cũng là cái điều là hạnh phúc. Xin chúc cho các cháu là đạt được cái ước nguyện của mình. Cảm ơn ngoại. Ngoại ngồi cười xong rồi ngoại. Hỏi ý kiến cậu cái đi. Cậu giờ bên kia thần tượng quá. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Chào chị cậu. Mình là con trai thì nói chung thôi thì mình cũng thấy trên tinh thần là thấy thấy mặt có vẻ đẹp trai rồi cũng dễ thương. Cảm ơn cậu. Có phần thật thà, rất là thật thà ở đây. Dạ. Dạ, cảm ơn anh chị. Rồi, dạ cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu. Rồi em trai đi với em trai. Dạ em đi với mẹ em với cả các anh em đồng nghiệp trong công ty ạ. À. Dạ. Dạ chào cô. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường. Dạ chào xin cô. Xin chào toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Thì gia đình tôi thì cũng đến đây là cũng mong muốn để con mình tìm được mảnh ghép của cuộc đời. Dạ. Thì tôi thấy bạn gái cũng dễ thương, hiền. Thì mong hai con bấm nút hẹn hò để nên duyên vợ chồng. Rồi có gì để được ba mẹ tiến tới hôn nhân cho hai con. Rồi. Bây giờ phần quan trọng nhất là cái phần giữa đôi trẻ ha. Bây giờ mình sẽ mở rào trái tim ra ha. Kéo rào. Cảm ơn anh, không hẹn mà gặp. Bạn nữ cũng có quà tặng bạn nam đó nha. Dạ. À, cũng. Cảm ơn anh, tặng anh. Anh biết cây này cây gì không Ngọ? Như giống ngọc ngân thì phải. Không phải, đây là cây hoàng cây tử. Cây này là cây ngựa đó. Ngựa. Dạ. Bạch mã. Đúng cây rồi này ạ. Bạch mã. Mã hợp em rồi, tên ngọ. Ngọ với ngựa được á. Dạ. Trùng hợp quá ha. Dạ. Cây hoàng tử bạch mã này em trồng ở nhà và dạ, trồng cây này với nghĩa là mình sẽ được một hoàng tử bạch mã giống như tên gọi của nó. Ồ. Cảm ơn em. Dạ. Thì anh có món quà tặng em, là món quà anh tự làm. Dạ. Cảm ơn. Ủa? Anh ạ, rất là đẹp. Hoa đó em làm đó hả? Dạ dạ. Em làm sao ra hay vậy?
Thì em gấp thôi, học cái mạng gấp thôi. Tay quá trời luôn. Làm bao lâu mới xong bó này vậy? 3-4 ngày á. 3-4 ngày mới xong cái bó này. Dạ. Cây này cô trồng 6 tháng nay luôn rồi đó. Em thấy anh sao? Anh là một người dễ tính, cũng dễ thương đó. Em hy vọng là cả hai sẽ dành cho nhau những cơ hội để mình tìm hiểu nhau hơn. Và nếu như mà được thì mình cũng có thể tiến xa hơn nữa. Trời ơi, gì mới xong rồi cho nhau cơ hội gì chân vậy? Dễ ẹt vậy? Em thấy là phù hợp với yêu cầu em rồi. Trời ơi, cái gì mới chưa phù hợp rồi. Nhanh ghê. Cặp làm như đó giờ là nằm mơ thấy nhau sao mới gặp cái. Chắc vậy anh, tại bạn tặng cây bạch mã luôn, tên em Ngọ mà. Hợp luôn vậy đó hả? Là có duyên đó anh. Rồi hẹn hò sao? Thôi em thích lãng mạn không? Em thích gặp, đầu tiên gặp ở đâu hỏi đi. Em thích đi xem phim em. Dạ có ạ. Thì chiều tối xem phim ha. Dạ đồng ý. Phải làm giá lên chút xíu chứ. Mới đủ xem phim dạ dạ liền đó. Em kẹt rồi vài bữa đi. Không? Em hỏi là dự định tương lai nè. Ha, cưới nhau tháng 1 cưới nè. Rồi về mình phát triển kinh tế thế nào, hỏi để có ảnh sao ấy không? Tự đi tự mới vô đi xem phim liền thôi. Cần người có công việc ổn định là được rồi ạ. Công việc anh cũng ổn định rồi. Dạ. Thì tháng 8 là dỗ bố anh, có thể em về Bình Phước chơi được không em? Trời đất. Mới gặp nhau mời đám dỗ rồi. Trời ơi. Em về ra mắt được không em? Cặp này lạ thiệt. Em tháng 1 cưới được không? Dạ được ạ. Trời ơi, cái gì mà còn có mấy tháng nữa không chuẩn bị hả? Tháng 8 đi đám dỗ không? Dạ cũng đi được ạ. Đi luôn. Thôi vậy đi luôn đi rồi bấm luôn đi. Còn nói gì nữa giờ? Hỏi nói cho bây giờ. Nói gì nữa giờ? Câu một thôi. Em nói trong lòng em nghĩ gì cô này ha? Em mong muốn điều gì? Nói một câu nhìn thẳng cô gái ấy. Coi như tỏ tình cặp đó. Này là nói muốn sao lắm mà chốt hạ luôn đó. Mình hẹn hò nha. Không phải nói sao anh cảm thấy như thế nào? Gặp em lần đầu anh thấy làm sao? Cầm cái đầu thích rồi. Nói với cổ quá. Không mệt của nó thích quá rồi bấm đi. Bấm. Cặp này làm như vô để bấm đó, chứ không nói chuyện gì chứ. Rồi 3, 2, 1. Bấm thấy không? Thấy không? Tự ra luôn thấy chưa? Chưa có ai mời nó tự ra luôn rồi. Thôi đứng lên đây. Cặp này làm như hẹn trong mơ trước. Nắm tay nhau đi hai bạn. Trời ơi thấy chưa? Vậy còn chần chờ gì nữa? Cưới gấp. Rồi hôn nhau thôi. Mình xin phép được không? Không, không má đàng hoàng. Hung mà làm gian ớt vậy đó. Rồi nắm tay. Trời ơi, nắm chặt vô. À, đây là những chiếc vé xem phim của cụm đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Nhậu cũng là một ưu điểm đúng không ạ? Nhậu được không? Dạ. Mấy lon bia? Chắc khoảng tầm chục. Oh my god. Wow. Mà em bảo là mà vợ mà cá tính mà chị được mày á thì là về nhà là không phải rửa bát, không phải nấu cơm, là mà em làm hết cho. Mời nhà trai. Hey. Xin mời nhà gái. Nào mời bạn trai. Em xin chào tất cả mọi người. Cả trường quay anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Em là Nguyễn Trường Giang. Em năm nay 25 tuổi anh. Em đến từ Nam Định. Em làm ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà làm công tác ở trên Lâm Đồng. Nghề nghiệp của em là đi công trình. Em là chỉ huy trưởng. Dạ chào chị Hồng Vân. Chào anh Quyền Linh. Em là Thanh Xoan, hiện tại cũng là 25 tuổi. Hiện tại đang công tác tại quận 7, đang làm trưởng phòng của công ty bất động sản Adio. Bây giờ thì đàn gái cho chúng tôi biết một chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm đi. Ưu điểm của em thì chắc là về trong công việc thì em sẽ là hoạt bát, linh động, tự lập, cũng biết nấu ăn. Nhậu cũng là một ưu điểm đúng không ạ? Nhậu được không? Dạ. Mấy lon bia? Chắc khoảng tầm chục. Chục lon. Wow, em có nghe không em ơi? Có chị ạ. Thế em bao nhiêu lon nào? Hơn bạn một xíu thôi. 12 lon hả hay 15 lon? Tầm 40 lon. 40 lon. Ôi dồi ôi. Em thì dân công trình mà bảo không biết nhậu thì cũng trời sai. Trời ơi, nhà gặp tử kỳ rồi. Còn em, ưu điểm khuyết điểm là gì? Ưu điểm của em là người khá là trung hòa mọi thứ, có là không có điểm mạnh gì.
Trong công việc thì em là một người xử lý vấn đề tức thời nó tốt, nhưng mà lại không giỏi cho vấn đề là lập kế hoạch lâu dài. Không chỉn chu cho ăn mặc, có hút thuốc này, có nhậu này, nhiều điểm khác mà em chưa nhớ ra. Tật xấu của em bên đây là gì? Chắc em cũng lề mề. Hẹn mọi người thì em sẽ khoảng là tới sau 30 phút một tiếng, rất là lề mề, hay nóng tính. Có chút đỉnh nhậu nữa đúng không? Yeah. Uống thuốc không? Dạ không ạ. Em có mấy mối tình rồi? Em thì có một mối tình, nhưng mà mối tình nó khá lâu, là 10 năm. Nhưng tại sao lại chia tay? Bọn em chia tay, đấy là giai đoạn mà em và bạn ấy bắt đầu ra trường ạ. Hai người xung khắc về chí hướng làm việc, cuộc sống nên dẫn đến chia tay. Đến nay bao lâu rồi? 3 năm. 25 tuổi mà ông 13 năm ông yêu, thì ông yêu từ năm bao nhiêu tuổi? Ông nói tôi nghe xem. Em yêu từ năm cấp 2 chị. Ôi giời. Tôi phải sang tôi nhìn mặt ông tí. Sau mối tình đó em có mối tình nào khác nữa không? Không có mối tình nào khác chị. Một phần cũng vì công việc, một phần là hồi xưa em yêu thì thấy cuộc đời nó chỉ có một màu thôi. Bây giờ em không yêu nữa thì cuộc sống cảm giác nó muôn màu. Thôi vậy sống đừng yêu đi. Nhưng mà có nhiều màu cho nó đẹp. Nhưng mà đến giai đoạn này chẳng hạn, như em thấy là em đi suốt, đi công trình thì nhậu, toàn ăn và nhậu thôi. Đến lúc mà về nhà chẳng hạn, thấy hàng xóm đang nấu cơm á, thì cái cảnh gia đình ấy, thì lúc đấy là cảm giác rất là buồn. Tại vì đi công trình là thường cô đơn một mình mà. Thì lúc đấy em nghĩ là đến lúc giai đoạn mình nên lập gia đình. Rồi bây giờ còn tình trường của em sao nào? Cũng trải qua nhiều. Động lại thì chắc là được 3 mối tình. Lý do tại sao chia tay cả 3 mối tình? Cái người đầu tiên á, thì em nghĩ là chắc là bạn ghen quá, thì bạn ấy có chút vũ phu. Còn bạn thứ hai á, khi mà về gia đình rồi mới thấy là bạn ấy trong gia đình thì quá là gia trưởng. Sau rồi đến mối tình thứ ba á, thì em thấy là bạn ấy quá là keo á. Keo kiệt bỏ luôn. Thế em mong muốn cái người bạn trai của em là phải có cái mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em mong muốn là bạn trai mình sẽ cao khoảng tầm 1m7, da ngăm ngăm đen cũng được, không cần trắng. Đi công trình có ai trắng đâu. Em thấy này chuẩn này đấy. Em đặc biệt là thích răng, nghĩa là bạn trai em răng phải đẹp. Răng em đẹp không em? Đưa chị xem, chị kiểm tra coi nào. Rất được. Dạ. Em có gia trưởng không? Một chút gia trưởng. Em có vũ phu không? Không. Em thôi. Sợ bạn gái bắt nạt đấy. Em đó. Để anh qua kiểm tra nhà gái coi sao. Nhưng mà em trai muốn một mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Là người có tính cách một chút, cá tính một chút đó. Cá tính nó nhậu đó, 10 lon là cá tính lắm đó. Xinh là được cái tốt nhất, mà không xinh thì cũng xinh. Nói chung nó có mẫu hình lý tưởng nào không? Hòa Minzy và cá tính như Hòa Minzy là được. Mẹ em có dặn điều gì khi đi tìm vợ không? Mẹ em bảo là mà vợ mà cá tính mà chị được mày á, thì là về nhà là không phải rửa bát, không phải nấu cơm, là mà em làm hết cho. Chị em được hả? Em thôi, ừ. Đúng rồi. Dạ, chào anh Quỳnh Linh. Trời ơi. Nó sững sờ liền đấy chưa, sững sờ. Xinh đó. Dạ, đó. Cảm ơn. Rất là điện ảnh cũng nha. Cũng phản phất của Hòa Minzy đó. Lanh lợi lắm á, mạnh mẽ cá tính luôn. Lý do tại sao ế? Ở trong cái môi trường, thứ nhất là môi trường của em á, thì là trên á, thì là các anh sếp thì hầu như là đã có gia đình hết rồi. Còn sau á, thì mình nhân viên dưới mình á, thì những cái bạn đấy thì còn quá trẻ và em cũng không thích những người trẻ. Cái hai là em có một đứa em trai và em muốn là lo cho em trai của em 20 tuổi. 20 tuổi rồi mà tại sao em lại phải nghĩ chuyện phải lo cho em? Em trai của em là từ nhỏ đã không được lanh rồi, không được thông minh như người ta. Là em trai đưa... có đây không? Dạ có kìa. Cho anh dạ. Gặp em trai chút đâu, đi đâu. Nhà em thì là 4 anh chị em lận. Em còn một đứa út là 5 tuổi á. Em muốn là bố mẹ em lo cho thằng út. Còn cái em này thì có lẽ là không được lanh thôi, nhưng mà vẫn rất là chịu khó làm việc. Thì em muốn là đưa vào đây để mình phát triển bản thân nó hơn nữa. Nên là em sẽ mong là tìm một người bạn trai là cũng sẽ chia sẻ với em được cái vấn đề này. Phải lo phụ với em trai này. Đúng rồi. Có thương chị không? Có ạ. Giờ mong muốn điều gì hả chị? Em mong chị kiếm được một gia đình hạnh phúc. Em nếu mà chị em tìm được em đi cũng không làm trên đây nữa, thì về nhà phụ bố mẹ để chị ở đây chăm lo cho bạn trai toàn ý. Nhưng mà chị lấy chồng rồi ai lo cho em? Thì chắc là bố mẹ em sẽ lo, hoặc là em đi sẽ cố gắng tự lập bằng mọi cách. Bây giờ em trai thấy anh này có hợp với chị không? Cũng được ạ, anh ấy cũng khá đẹp và cũng thông minh ạ. Em thấy chắc chị hợp với chị hơn. Rồi, cảm ơn em trai. Em đi với ai? Em đi với bạn thân em, cũng từ Bắc ra đây khởi nghiệp với em. Dạ, xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân.
thấy là bạn nữ rất là xinh gái như hoa hậu vậy. Wow. Rất là mong là bạn gái cho bạn mình cơ hội và bạn bấm. Cảm ơn em. Bây giờ mình mở rào thôi. Mở rào đi. Mở rào. Wow. Em chào anh. Em có món quà để tặng anh, thì hiện tại là bây giờ em sẽ tặng cho anh cả cặp. Tại vì nếu như mà tí nữa anh mà bấm nút á thì em sẽ lấy lại một ly. Tại sao lại vậy? Để hy vọng là hai cái ly này sẽ nhanh về cùng chung một nhà. Còn ví dụ anh không bấm nút anh phải tặng em lại cả đúng không? Dạ không, em sẽ tặng anh luôn để anh tìm được một người thích hợp với mình. À thì chắc chắn là... Rồi, để tính sau em. Trời ơi, đẹp quá. Wow, ly đẹp thật anh. Đẹp đấy. Cốc thì phải có nước. Đấy, thì mình tặng ly nước cam. Đấy, thì... rất xin lỗi bạn, tại mình xuống đây nó khá là vội. Dạ, không sao. Nên mình cũng chưa kịp chuẩn bị cái gì. Hy vọng là tối nay mình thể dẫn bạn để tặng quà nặng. Tôi làm bán mới hòa 7 năm tôi thấy lần đầu tiên tặng ly nước cam. Mình chào bạn. Bạn tên Soan đúng không ạ? Ủa. Mình cũng khá ấn tượng với... Cái mặt mình già lắm rồi, mình đừng có gọi mình với bạn nữa. Mình gọi anh với lại em đi nhá. Em dạ. Rất là xinh. Em là anh bối rối quá. Em là anh bối rối quá. Cười tươi lên coi Giang, cười tươi lên. Cho cô ấy kiểm tra răng coi được. Răng anh đẹp không em? Dạ cũng được. Nếu như mà anh đi công tác xa mà khi mà mình hẹn hò thì một tháng anh sẽ sắp xếp cho em được bao nhiêu ngày? Ít nhất là 3 lần, 3 ngày. Còn em trai em thì anh nghĩ là thứ nhất phải để cho em trai em tìm được một cái đam mê mà để phát triển. Chứ còn nhiều khi anh thấy bao bọc quá nó không là cái tốt. Có lẽ anh thấy em còn nói chuyện đỡ run hơn anh. Đấy, nên khả năng là xử lý tình huống của em ý rất là tốt. Chứ yeah. Không, anh thấy em nói sai. Sai. Dạ, ý là em cũng đang cho em trai em đi làm. Để làm, để biết được là mình phù hợp với công việc gì để tiếp tục. Em có đưa tiền cho vợ được không? Được anh. Em giữ tiền thấy đau đầu quá. Nên khả năng là thôi, ai giữ thì giữ. Mua gì em có cản không? Người ta mua một là cũng vợ đẹp thì cũng là vì mình mà anh. Anh cản làm gì anh? Ừ, hay quá, hay quá. Nào, chúng ta sẽ quyết định trong 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Cảm ơn. Chúc mừng đấy. Nào, để nắm tay Thế được, đưa bạn được. Tay bạn ấm đấy. Và một điều đầu tiên đó là nụ hôn. Em xin phép anh xin phép em với lại nếu mình được hôn bạn được không? Đấy. Dễ thương lắm. Chim có bông hay là chim chim thiệt? Chim thiệt. Chim thiệt luôn. Ừ. Thấy chim thiệt chưa? Vậy đừng làm chết con chim ảnh nha. Dạ chim thiệt thì em năng niu lắm mà anh không để cho chết đâu. Lần đầu tiên tôi mới thấy trong tình yêu lần đầu tiên gặp mặt tặng chim cũng lạ. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Bây giờ chúng ta giới thiệu về mình đi. Đầu tiên thì em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và tất cả anh giả. Em tên là Đào Hình Châu, năm nay em 27 tuổi. Hiện tại đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh làm nghề gì? Dạ em tại em làm xây dựng anh. Em là kỹ sư xây dựng hay là sao? Dạ kỹ sư xây dựng anh. Quê ở đâu bạn? Dạ quê em ở Kon Tum và hiện tại em vô Sài Gòn sống được 9 năm rồi. Rồi, em giới thiệu đi em. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Mỹ Duyên, năm nay em 24 tuổi. Em đang là nhân viên tư vấn tài chính. Ồ, mình quê ở đâu? Dạ em ở Vĩnh Long chị. Em cùng quê với chị. Vậy hả? Dạ. Nhưng mà mình làm việc ở đây hay làm việc Vĩnh Long luôn? Dạ không, em làm việc ở Sài Gòn chị. Ở Vĩnh Long dễ thương quá trời quá đất luôn. Bây giờ mình có ưu khuyết điểm gì không? Ưu điểm của em thì nói chung thì ưu điểm cũng không biết nói sao. Ủa, nghĩ sao nói vậy đi? Dạ chắc ưu điểm ít. Rồi khuyết điểm có nhiều không? Khuyết điểm thì nói chung là ngủ thì cũng hay ngáy, hay thích tụ tập bạn bè đi chơi bời. Chơi bời gì? Chơi bời là chơi gì? Dạ thì về nhà tổ chức ăn nhậu về nhà. Nhậu dữ lắm hả? Dạ không, lâu lâu cũng nhậu, nhưng tuần hai tuần tháng nhậu. Trong xây dựng này nhậu dữ lắm nè. Ưu điểm của em thì em cũng biết nấu ăn, em có thể chơi thể thao, số môn. Môn gì môn gì? Dạ em có thể chơi cầu lông rồi đá bóng chẳng hạn. Trời, đá bóng luôn hả? Khuyết điểm của mình là gì? Dạ khuyết điểm em thì hơi nhiều. Dạ em thì hơi nóng tính, lại tính em nó hay quên lắm, nhiều khi em hay quên tên người khác mới nói em lại quên tiêu. Thì cũng hay quên lắm. Còn em,
em muốn đi tìm một đối tượng của mình như thế nào? Một người phụ nữ nói chung là biết lo cho gia đình, hiền hòa, không có xe xua, không xăm mình hoặc là hay là nhuộm tóc những màu nó quá sáng. Nói chung người Việt Nam mình cứ tóc đen nó đẹp có gì đâu anh. Không thích màu gì hết hả? Dạ không. Xăm nhẹ không xăm ở đâu nhỏ không sao, nhưng mà xăm lớn quá nhìn nó ghê quá. Ủa tôi nhuộm tóc mắc mớ gì đến chú? Đen quá vậy? Dạ, phơi nắng mà chị. Làm gì mà qua chơi đàn trai dữ vậy? Ủa ai biểu chê tóc tôi không đẹp chi? Thôi, trả thù. Không nói vậy thôi chứ lỗ tai này tướng này giàu lắm nè. Ồ, làm kỹ sư. Có tài năng gì không? Có tài năng em gì thì tài năng không, em chẳng có tài năng gì hết. Không hết thì hết dở, nói chung thì... Cô bên đây cô gái Vĩnh Long đẹp cực kỳ. Dạ. Nói vậy đó là hiểu rồi. Bài ca xây dựng đi đúng nghề em đi em. Dạ, bài ca xây dựng hết được. Được. Rồi làm đi. Bạn đời ơi, bạn có nghe sang niềm vui của những người dọn đến ngôi nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong. Và em thân yêu ơi, ngày mai chúng ta là lên đường đến những chân trời mới. Tình yêu của đôi ta về ngôi nhà hằng mong ước sẽ tràn hòa trong niềm vui chung như nước sông ra biển lửa. Bạn đời ơi, hãy tin, hãy yêu và hát cùng chúng tôi những người thợ xây tình yêu cuộc đời mới. Thôi hát gì được rồi. Mà nó nghe nè. Dạ. Thấy ông này làm như dơ dơ không sạch ta. Sao dơ sạch chị? Vô anh đèn cái pha mới vô. Mới đi làm về luôn hả? Có tắm chưa? Dạ có rồi. Rồi cái kia là cái gì vậy? Dạ anh chim. Nhưng mà để làm cái gì? Thì tặng bạn gái. À tặng. Dạ. Gặp mặt tặng chim. Dạ. Gặp đàn trai quá, đàn trai cũng ngon lắm chứ mà cũng giỡn hả? Kỹ sư xây dựng hát hay. Tôi thấy bà nó có gì đẹp ngon nữa. Có con chim này. Chào em gái, trời dễ thương quá. Kỹ sư xây dựng có con chim đẹp. Chưa biết có hẹn hò được hay không, thấy lời có con chim là được. Chim có bông hay là chim... Chim thiệt mà. Chim thiệt. Chim thiệt luôn. Ừ, thấy chim thiệt chưa? Vậy đừng làm chết con chim ảnh nha. Dạ chim thiệt thì em năng niu lắm mà anh không để cho chết rồi. Em không thích gì ở người đàn ông? Dạ em không thích là người nam mà ngồi cứ rung đùi rung chân lắc ghế vậy á. Em không thích người ở dơ. Em không thích người để móng tay dài. Dạ cao trên 1m65. Cao 1m65. Đừng đen quá gì đừng thấy gì. Dạ ta làm công trình mà. Hỏi nữa hả? Ủa sao mà cô này có thích gì lạ ta? Người ta rung đùi thì kệ, người ta hối thì kệ, người ta miễn sao ta lo cho tốt là được rồi. Dạ là ngay từ đầu em không thích, em không ấn tượng là không có chọn được rồi đó anh. À dạ. Dạ. Mà thường đặc biệt mấy người đó người ta hay tốt đó em ơi. Anh chỉ nói vậy thôi. Đó là quyền của người ta, giờ người ta không thích thì chịu thôi chứ biết sao. Vậy giờ có mấy người dưới đang ngồi rung chân nghe cô nói. Chứ tự nhiên của họ mà cho tự nhiên đó cái anh bên đó mặc mới người ta nhuộm tóc anh không thích, đúng không? Bên đây rung đùi người ta không thích. Sở thích riêng chị ơi. Rồi. Rồi. Nãy giờ cô ấy đưa ra cái tiêu chuẩn vậy em thấy em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ nói chung về chiều cao thì em khả năng em được. Còn mấy thứ kia? Còn đen thì em chắc chắn đen rồi, hết rồi, hết phần đen đó. Nói vậy thôi chứ anh kia là công việc ổn định nè, nhà cửa ổn định nè. Dạ mọi thứ cũng ok. Rồi mình cũng nghe ý kiến rồi. Người thân hết trơn nè ha. Bây giờ dạ. Giây phút gặp mặt nhau nha. Rồi bắt đầu. Tặng chim đi chứ còn chần chờ gì nữa. Để con chim tặng bạn. Dạ đúng rồi. Thích không em? Lần đầu tiên tôi mới thấy trong tình yêu lần đầu tiên gặp mặt tặng chim cũng lạ. Sao ta? Dạ, bạn hiện tại thì anh đang sống với anh chị hay là sống một mình? Hiện tại thì mình đang sống với em trai. Anh chứ có mình gì đây? Mình là trả chim lại à? Tự tin lên đi lấy vợ mà mình. Em có gì hỏi thêm không? Cứ hỏi anh sẽ trả lời hết cho em những gì em muốn. Vậy anh có gì hỏi em không? Nói chung là nhìn em cũng rất là dễ thương. Nói chung lần đầu nhìn em nói chung là vượt ngoài suy nghĩ anh nghĩ. Dạ, dễ thương. Lúc nãy em cũng nghe em gái nói là anh nóng tính á, tại vì tính em cũng hơi nóng tính, nhưng mà nếu mà có việc gì anh có nhường em không? Thì mình nói thật ra thì nóng thì cũng phải có đúng cái nóng thôi, còn nếu mà hai người đều nóng thì mỗi người nhịn nhau một cái mết nóng rồi nói chuyện tiếp chứ. Nhưng mà người nào sẽ nhịn? Nói chung bạn nóng mình lâu ngày mình chơi chán rồi, bạn hết nóng mình về. Rồi, mọi người nói một câu thật là tình cảm. Chúng ta sẽ kết thúc cuộc nói chuyện. Anh thì không, anh nói không có hay, không có giỏi, nhưng mà nói chung thì kỳ đất hoài. Đâu có chị. Bây giờ mình nghĩ sao tận đáy lòng, bây giờ mình cảm nhận cô ấy thế nào? Nó có rung động chưa? Nói chung thì hai bạn gái cũng rất thật xinh, và mình cảm thấy là mình cũng đã kết bạn rồi đó. Thì có sao nữa không? Thì hết không biết nói gì nữa. Anh em tự nhiên qua đâu bạn ở đây, mình ở đây vậy trời. Không thường á, yêu á hay bối rối lắm. Bạn nữ, bạn cảm thấy như thế nào?
À, dạ, thì đến với chương trình hôm nay thì em cũng nghĩ là ví dụ như hôm nay mình gặp lại nhau cũng là một cái duyên rồi. Thì cái tương lai như thế nào thì có thể để thời gian để trả lời tiếp cái vấn đề đó. Được. Dạ. Hết thời gian. Chúng ta có 3 tiếng đếm được quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Hơi giật mình. Rồi. Bạn nữ hình như là bóng hơi chồng. Vâng, tại vì em đến với chương trình là một điều rất là nghiêm túc, cho nên em cũng phải suy nghĩ về cho nó chu đáo một tí ạ. Tất cả mọi người đến đây đều có một cái suy nghĩ rất là nghiêm túc. Dạ. Bởi chương trình này đã tạo cho rất nhiều người đã thành vợ thành chồng rồi, xanh có con có cái luôn rồi. Và sự nghiêm túc đó được thể hiện ngày hôm nay chính cái nút bấm của bạn. Rồi, chúc mừng hai bạn nhé. Và bây giờ xin mời bạn nữ. Mời bạn nam. Chào em. Xin chào anh. Bây giờ hai người đã có mặt sân khấu rồi, mình giới thiệu về mình đi. Mời em trai. Xin chào hai MC. Và xin chào tất cả mọi người. Và xin chào bạn gái của mình trong tương lai. Tôi tên là Ide Kazuhiro. Đến từ Nhật Bản. Oh. Yeah. Hai người Kazu nha. Bây giờ là 36 tuổi, sống ở thành phố Hồ Chí Minh khoảng 4 năm rồi. Là công việc là nghệ sĩ hài. Dạ, em chào chị Nam Thư và anh Quỳnh Linh ạ. Em tên là Du Thị Thảo, hiện tại em đang làm chuyên viên sale bên bất động sản chị. Thảo năm nay em nhiêu tuổi? Năm nay em 24 tuổi. Anh Kazu bên kia là người Nhật. Thì em có ngại là mình sẽ hẹn hò với người nước ngoài không? Nếu như chúng ta hợp nhau, chúng ta bấm nút. Em không ngại, em chỉ cần lý do thôi chị. Kazu ơi. Dạ. Lý do tại sao Kazu lại muốn tham gia chương trình hẹn hò? Trước đây Kazu không nghĩ là không muốn kết hôn, nhưng mà bây giờ là 36 tuổi nên mỗi ngày rất buồn, sống một mình thôi nên một mình thôi. Bây giờ mình sẽ nghe Thảo nói tí xíu về điểm mạnh và điểm yếu của bản thân ha. Em rất là mạnh mẽ, em rất thích cái lối sống Tây, giống như là phụ nữ mình là phải đẹp, phải sexy. Đẹp là để cho mọi người chú ý, để nhìn chứ không phải là lúc nào cũng phải kín đáo, kín cổng, cao tường thật sự. Chị cũng nghĩ như em. Dạ. Kazu có thích bạn gái sexy không? Chắc chắn nha. Dạ. Chắc chắn nha, hiểu chưa? Trời ơi, nôn quá, để qua coi mặt Kazu nè. Kazu nhìn rất là hot boy nha. Dạ, ha. Xin chào. Kazu, điểm mạnh và điểm yếu của bản thân Kazu là gì? Điểm mạnh là hiền. Hiền. Là biết tiếng Nhật. Rõ ràng rồi, Kazu là người Nhật. Luôn nhiệt tiếng với mọi người, là biết nấu món Nhật Bản. Yeah. Nhưng mà biết nấu món Việt Nam không? Kazu qua Việt Nam thích ăn món gì ở Việt Nam? Gỏi cuốn và bánh xèo. Em hỏi bên kia biết làm gỏi cuốn bánh xèo không? Bao ngon chị. She nấu ăn rất là ngon. Yeah. Yeah. Đó là điểm mạnh. Còn yeah. Điểm yếu của Kazu? Điểm yếu là chưa giỏi tiếng Việt. Nói vậy là giỏi rồi đó. Rất giỏi rồi. Và tôi không thể nhỏ ngàn kiến nhầm. Không phải galang. Tức là Kazu không phải tuyếp người galang. Không nhớ được sinh nhật, không nhớ được những cái ngày quan trọng. Không nhớ ngày kỷ niệm. Tại vì là tôi nghĩ là mỗi ngày là ngày kỷ niệm. Hay. Có tật xấu nào không? Tật xấu? Thích uống bia. Dù thích uống bia. Thích đi nhậu. Nhậu nhiều không? 4, 5, 6 lon. Một bia ngày uống 6 lon. Và sau đó là uống soju. Em gái, dạ. Em biết nhậu không? Tầm khoảng 6 chai. Wow. Siêu uống được 6 chai nha. Hợp nhau nè. Hợp nhau. Kazu thích con gái như thế nào? Chắc chắn hiền, đẹp, nấu ăn tốt, mỗi ngày rong rệt. Gì nữa? Có thể suy nghĩ dạ. Về cho người khác. Kazu có thích con gái giỏi kiếm tiền không? Dạ. Thích không? Thích à? Nếu mà đi ra ngoài kiếm tiền thì sẽ không giỏi dọn dẹp thì sao? Là không sao nha. Ok đúng không? Ok. Dạ, em chào Quyền Linh. Trời ơi, đẹp quá. Xinh xắn không?
rất xinh đẹp chào đàn gái. Dạ, trời dạ. Ơi. Anh Linh ơi, em thắc mắc quá. Bên kia là trai tài, bên này gái sắc, mà tại sao lại ế nhỉ? Đúng rồi. Tại vì công việc của em là từ 8 giờ sáng em làm tới 5 giờ chiều, và buổi tối em từ 6 giờ đến 11 giờ em phải đi làm thêm. Ồ. Oh. Buổi tối em đi làm thêm về cái gì nữa? Em làm PT sale tự do. Tức là em là PT luôn hả? Dạ đúng rồi. Nếu mà gặp người đàn ông ở Nhật, anh ấy muốn em về Nhật ở thì được không? Thường thường người ta nói thì có chồng phải về nhà chồng thôi anh. Về nhà chồng thôi không sao đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà đối với công việc thì em thích đi làm để kiếm tiền hơn so với là ở nhà để xài tiền của người khác. Giống như là cái kiểu như em thích tự do rồi, em không thích ràng buộc này, không thích gia trưởng này, đặc biệt là vũ phu. Em không muốn cãi nhau. Không muốn cãi nhau luôn. Vậy là được rồi đó. Dạ nói chung là khi có xích mích gì đó thì mỗi người nhường hoặc nhịn nhau một tiếng là được. Anh là diễn viên hài mà lúc nào cũng cười luôn. Kazu đi với ai? Là vợ em bạn thân nhóm Double Wish. Em cũng là người Nhật luôn. Người Nhật. Tôi tên là Shinsuke. Em thấy cô gái đó được không? Đẹp. Đẹp và dễ thương. Đẹp và dễ thương. Shinsuke thấy phù hợp với Kazu. Hãy bấm nút đồng ý để Kazu có cơ hội hết ế. Ế. Và có thể lấy được vợ có gia đình hạnh phúc như Shinsuke. Shinsuke kết hôn rồi. Yes. Xin lỗi. Cảm ơn Shinsuke. Cảm ơn. Rất là dễ thương, có duyên lắm. Mở rào. Xin chào. Chào anh. Em dạ. Em là một người thích hoa nên mình tặng trước. Thôi mình trao đổi cho thôi. Dạ, cảm ơn. Chào em nha. Dạ em cảm ơn nhiều nha. Thật ra là Kazu lần đầu tiên và tặng hoa cho người khác nha. Lần đầu tiên sẽ có nhiều lần nữa đó. Em thấy Kazu như thế nào? Vui vẻ, lịch sự và với cái phong cách nó có nét như là vừa văn phòng và vừa năng động á. Nói chung là nó cũng giống như em. Là đi Nhật Bản chưa? Em đã có đi một lần rồi. Cảm giác lần đầu tiên gặp cô gái thì mình thấy trong người thế nào? Nói đi. Rất đẹp. Kazu, anh không bao giờ, chưa bao giờ gặp giống như là xinh cô gái. Chưa bao giờ gặp ai xinh như cô này. Dạ, yeah, em cảm ơn anh nha. Hôm nay là lần đầu tiên xinh đẹp. Em thích món gì? Đối với em món gì cũng như món, không có cái sở thích. Có thể ăn món Nhật Bản hả? Dạ được anh. Đi nhà em có thể đi nhà với anh được không ạ? Dạ được, bình thường mà anh. Em thích du lịch không? Cũng thích anh, nhưng mà chỉ là một giới hạn nào đó thôi. Nếu rảnh thì đi du lịch nha. Dạ nếu em rảnh. Lúc trước anh quen, anh có hay cãi nhau với người yêu cũ hay không? Không. Mà nếu ví dụ như có thì anh sẽ làm như thế nào? Nói chuyện như để giải quyết. Tại vì là anh là người nước ngoài. Dạ. Anh không thể nói như bằng tiếng Việt. Dạ. Nên chắc chắn thua. Chắc chắn thua. Thua chắc chắn là không đi nói tiếng Việt nên cãi lộn sẽ thua. Nên nói chung là nếu cãi lộn thì em cứ nói cãi tiếng Việt, ảnh cứ cãi tiếng Nhật, không ai hiểu hết nhau. Để cho nó khỏi còn mâu thuẫn luôn. Đơn giản vậy. Bây giờ anh có muốn khoảng bao lâu thì hai người đăng ký kết hôn với nhau? Khi nào cũng được, nhưng mà phải tìm hiểu nhiều. À đúng rồi. Thật sự khi mà quen á là em sẽ quyết định quen lâu dài, không phải là quen một ngày một bữa. Khi mà lấy nhau rồi, anh thích sinh con trai hay con gái? Cả hai. Thích cả hai. Cả hai. Sinh con gái, con trai, cả hai thích. Bây giờ thế nào? Mọi người có thể hát tặng bạn gái một bài nào đó. Một nhóm Double Wish là có vài bài hát. Dạ. Viết bài hát. Và khi nói chuyện với người Việt Nam nói không hiểu. Tại vì là đối với người Nhật phát âm tiếng Việt là rất khó. Dạ. Khi nói là em cậu này là hiểu không?
Am môn đi phu cốc cư. Hiểu không? Dạ em không hiểu. Không hiểu hả? Đương nhiên là em không hiểu rồi. Hầu như người Việt Nam nói như vậy. Nên chúng tôi là chúng tôi viết bài hát, một bài hát tên là Không Hiểu. Không hiểu. Ừ, không hiểu là em hiểu, có thể hiểu Namuki Koigia. Tại vì em không biết tiếng Nhật. Ừ. Dạ. Khi đó là Không hiểu, không hiểu, Phật tâm người Nhật. Không hiểu, không hiểu, Phật tâm người Nhật. Không hiểu, không hiểu, Phật tâm người Nhật. Không hiểu, không hiểu, không hiểu nha. Yeah. Hiểu không? Là cái bài không hiểu đó anh. Em chỉ biết là cái bài đó là không hiểu thôi. Dễ thương mà. Rồi em hát tặng anh bài Việt Nam đi. Em là người miền Tây thì em sẽ hát về một đoạn của người miền Tây. Tuy nó không hay nhưng mà mọi người gắng cố gắng lắng nghe em hát nha. Miền Tây quê tôi, ai về ai nhớ ai thương. Vượt qua Long An chờ đào hương lúa còn dương. Tiền Giang Mỹ Tho Cái Bè Gò Công Tân Phước. Gạch miếu xây cầu đường về Bến Tre gần hơn. Đường đi Vĩnh Long không còn những chiến phà xưa. Xe ta bon bon trên cầu Mỹ Thuận gió đưa. Trà Vinh trà cũ đón chào mời nhau bánh tét. Xa đến gần người yêu dấu tháp mười Tràm Chiêm. Hay quá. Cái bài hát đó là rất là nhiều cái vùng miền ở miền Tây Nam Bộ. À, sau này nếu mà quen nhau, cô ấy sẽ đưa bạn đi tham quan rất nhiều những cảnh đẹp của miền quê Việt Nam. Nhưng mà tiếng Việt của mình là không tốt nên càng học chăm chỉ. Anh là một người vui tính thì nếu như anh không biết tiếng Việt nhiều quá thì em có thể dạy kèm thêm cho anh để biết tiếng Việt chuẩn hơn nữa so với cái điều mà anh tồi tệ để anh nghĩ. Thay vì anh nghĩ nó là điều tồi tệ anh không học được thì em có thể giúp anh để nó phát triển hơn. Cảm ơn nha. Rồi bây giờ mình tiến hành bấm nút hay không bấm nút là quyền của hai người nha. Và bây giờ nhắm mắt lại nha. 3, 2, 1. Hết thời gian. Nắm tay nhau đó, họ đồng ý hẹn hò với nhau. Kazu, yeah, từ nay Kazu hết ế rồi. Cảm giác thế nào? Yeah, rất vui, nàng không thể nói gì hết. Không thể nói gì hết. Rất là dễ thương. Hồi đó năm nhất là em có quen một anh, là chia tay và ế tới bây giờ á. Bên đó được mấy mối tình? Chắc cũng bộn mà. Em đã trải qua ba mối tình. Thấy chưa? Mời bạn Nam. Ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Đây, chào bạn. Chúng ta sẽ giới thiệu về mình cho đối phương bên kia nghe. Em tên là Nguyễn Đức Mạnh, năm nay 29 tuổi. Công việc của em là kỹ sư cơ khí. Nguyên quán em thì ở Hà Nam. Em sinh ra thì ở Yên Bái. Hộ khẩu thì đang ở Đắk Lắk. Em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Mời bạn gái. Em tên là Nguyễn Thị Thúy, 26 tuổi. Công việc hiện tại của em là giáo viên ạ. À. Quê em thì ở Hà Tĩnh, còn hiện tại em sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. À. Dạ, bên kia đỡ rối hơn bên đây lọc vào lọc rất rối. Bên đây có 2 chỗ, bên đó tới 4 chỗ. Dạ, em dạy bên giáo dục thể chất. À, vậy dạ. Hả? Mình cũng rất là xinh xắn, theo như chị Tường nhận xét là quá xinh luôn á. Đúng không quý vị? À, vậy thì tại sao mình phải cần nhờ đến chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò nè? Dạ, em đầu tư cho công việc cũng nhiều, thời gian em đi chơi cũng ít. Em dạy bên cái khối mầm non với tiểu học á, thì giáo viên nữ nhiều hơn giáo viên nam ạ. À. Mình trải qua mấy mối tình rồi? Hồi đó năm nhất là em có quen một anh thì cũng quen được hơn một năm. Sau thì cái thời sinh viên thì cũng hay cãi nhau này kia rồi, sau đó là chia tay và ế tới bây giờ á. Thôi mối tình nó cũng xa xôi rồi ha. Bây giờ là mình muốn có một cái gì mới rồi mình tiến tới hôn nhân luôn. Dạ đúng rồi. Mình giới thiệu một chút xíu về mình đi, điểm mạnh và điểm yếu. Dạ, bạn bè hay nhờ em làm chuyên gia tư vấn về tình cảm rồi là những cái khó khăn này của bạn thì làm rất là tốt. Trời ơi. Nhưng mà chuyện của mình thì em làm không tốt. Có kinh nghiệm gì không mà chia sẻ tư vấn cho người ta? Mới có một mối tình đầu có chút xíu mà là nhân viên tư vấn tình yêu. Mình nói được mấy mối tình? Chắc cũng bộn mà. Là
Em đã trải qua 3 mối tình. Thấy chưa? 3 mối tình rồi. Và mối tình cuối cùng của em là cách đây cũng 2 năm rồi. Bạn ơi, mình có cần tư vấn gì về tình yêu không? 3 mối tình của bạn đó mình có rút ra những cái kinh nghiệm gì mà mình chưa có giải quyết được không? Mình cần chuyên viên tư vấn không bạn? Dạ chắc cần đó chị ơi. Rồi bằng tư vấn gì bạn hỏi thử đi, bên đây ta tư vấn cho. Hỏi bên kia đi. Theo bạn nữ thì tình yêu là quan trọng nhất là điều gì ạ? Dạ theo mình thì quan trọng nhất là cái niềm tin của hai người dành cho nhau. Dạ ok. Bây giờ mình ế quá, mình muốn tư vấn cho có người yêu, hỏi bạn đi làm gì? À đúng rồi, nếu mà bây giờ mình đang rất ế và mình đang rất đang muốn tìm một nửa của mình á, thì bạn có thể tư vấn cho mình cách nào nhanh nhất để tìm được một nửa của mình không? Đúng rồi. Cách nhanh nhất là làm sao bạn làm cho mình đặt niềm tin nhiều nhất vào bạn. Nếu có cơ hội cho mình với bạn hẹn hò thì mình sẽ chứng minh điều đó. Hay quá. Thì bạn trai có điểm mạnh và điểm yếu gì nè? Dạ điểm mạnh của em là em sống tự lập từ nhỏ, công việc gia đình em làm hết. Đó ăn giặt giũ rồi. Giặt giũ quần áo là từ bé giờ là quần áo là tự em giặt luôn. Rồi, wow. Rồi. Giặt đồ cho vợ được không? Bình thường thì đồ của ai lên tự giặt thì nó ok. Trời ơi, ở chung trong nhà mà đồ ai nó giặt thì tốn xà bông, tốn nước 2 lần nữa bạn. À, nhưng mà khi nào mà vợ mà mệt, đi làm mệt hay là bệnh á thì em có thể là giặt đồ cho vợ được. Bạn nữ mình có nội trợ bếp núc gì không? Dạ em có biết nhưng mà làm không có được giỏi chị. Cứ về từ từ hai vợ chồng trao đổi kinh nghiệm. Dạ. À, em thích một mẫu người đàn ông như thế nào? Dạ em thích mẫu người là tầm cao 1m7, không hút thuốc. Không biết bạn nam bên đó còn hút thuốc không ạ? Không không bạn ơi. Bạn cao được mét mấy? Em cao mét 75 chứ 10. 65? Dạ. Vậy là thua rồi. Và em thích một người đàn ông là biết quan tâm, chia sẻ gia đình, tôn trọng người phụ nữ của mình cũng như là gia đình của người phụ nữ. Ok đó em, ok chị ơi. Rồi. Còn em muốn người bạn gái như thế nào? Em muốn một người bạn gái là hiền lành, lễ phép với người lớn, biết cách cư xử và trung tình. Cái lý lịch trích ngang của bạn nó lòng vòng tới 4 tỉnh lận. Bây giờ nếu mà lấy nhau thì mình ở đâu nè? Thành phố Hồ Chí Minh chị ơi. Có chỗ ở chưa? Dạ có rồi chị. Ở đâu? Có ông chủ nhà xây cho em phòng ạ. Không, nhưng mà mình bây giờ cũng 29-30 tuổi rồi, mình phải tính an cư mới lạc nghiệp được chứ bạn. Dạ cái đó thì chờ sau 4 rưỡi thì có thể là em biết. Hả? Sâu số đó. Trời đất ơi, đất khách nố tôi nữa ha, kích hoạt não tôi nữa ha. Vậy còn được, hiểu được, cũng được. Chờ 4:30 phải không? Còn giờ em chờ anh qua coi sao vậy, dạ, báo dạ. Liền luôn. Dạ. Tôi còn không gả. Sao? Tôi không gả. Không đủ chiều cao về đi. Chị thương. Không có chiều cao nhưng quan trọng cao cái đầu được rồi. Ủa sao em cần chiều cao cái gì? Dạ tại em cũng được 1m6 rồi. Em thì chiều cao hơn 5 thân rồi. Đâu cần tới 1m7 như vậy. Đây ta mang giày tất 2 lận. Bên kia nửa mang giày cũng cao vậy. Dạ, hai bên kia. Bà dạ. Biết nấu nướng đầy đủ giặt giũ này kia xong hết rồi. Dạ. Mình còn yêu cầu gì nữa không? Đám cưới đám hỏi phải cần bao nhiêu tiền hay là cần gói cho mình không? Đúng rồi, nói luôn đi em, mình không có đi. Giá chứ, mình đàn gái dạ. Mình ngon mà. Thì, em muốn người đàn ông nếu như mà sau này của em á tin tưởng người vợ của mình thì có thể là tài chính hay là cái gì cũng giao cho vợ hết. À, giao vợ hết hả? Được không em, giao vợ hết được không? À, được anh. Được. Rồi yêu cầu gì nữa? Đi đêm bắt về mấy giờ, hàng tuần phải là có nhà mấy ngày? Dạ về đêm quá thì báo cáo lại cho vợ là đi đâu về. Có quyền tắt điện thoại hay không? Nếu mà cần thiết quá tắt sau về giải thích sau mà hợp lý thì ok. Sao dễ tính vậy? Bình thường, chúng ta có chuyện người ta phải tắt rồi sao? Chuyện gì? Ví dụ chuyện gì mà tắt? Thí dụ giờ họp không lẽ tắt chuông thôi chứ làm gì tắt điện thoại? Tắt luôn. Rủ vô nó nhiễu sống rồi sao? Không, nhưng mà giờ giấc thì em phải nắm. Ví dụ làm việc tới mấy giờ thì phải chia sẻ cái đó cho vợ. Em có cầm điện thoại của người bạn mình soi mói coi kiểm tra giờ chắc là không. Rồi mấy cái này nó nhạy cảm lắm. Dạ. Nói chung là người này cũng dễ giải lắm em. Dạ. Vấn đề chị là em á là không có kiểm tra. Không có kiểm tra. Không có kiểm tra trực báo tiếp cáo nhưng mà mình phải lén lén mình kiểm tra. Dạ. Trời ơi, tin đàn ông là bán nó giống như cưng. Cô giáo dễ thương. Có điều gì dạ. Cần nhắn nhủ chị trước khi chị qua coi mặt không? Dạ, chị xe giùm em có hói gì. Hello. Thôi em chào chị Cát Tường. Cát Tường xinh quá. Trước mắt là không, sau mắt là chưa biết nha. Đừng có gì. Đừng có hỏi. Hỏi hả? Dạ em không hỏi gì. Có yên tâm là có mắt he, viên uống ngừa, ngăn ngừa rụng tóc. Dạ. Có cái điều nào mình không thích ở phụ nữ không? Dạ không thích phụ nữ là lăng nhăng. Mấy người đẹp ta cũng hay lăng nhăng lắm. Không có đâu. Người ta không có cố tình nhưng mà nhiều khi xung quanh ta nhiều người đeo đuổi không quá có, nhiều khi nó lung lay, lung lay xíu thôi. Lăng nhăng là đôi khi chỉ dùng cho một vài người đàn ông, không có dùng cho phụ nữ được. Người ta phụ nữ chung thủy lắm. Tức là người phụ nữ ở ngoài xã hội làm công việc gì thì không biết nhưng mà khi về gia đình thì hãy là người vợ của gia đình. Nhưng mà bây giờ vợ đẹp quá ra đường nhiều người đàn ông dòm ngó vợ mình không có lăng nhăng. Dạ khi mà mình quen nhau thì mình tin tưởng thì đặt niềm tin thôi thì ok chị. Chắc không? Tin không? Dạ, có ghen không? Dạ em cũng có ghen nhưng mà ít thôi chị. Có lục bóp phụ nữ kiểm tra không? Dạ không chị. Lục điện thoại? Dạ không ạ. Chắc không? Chắc ạ.
chứ nhiều anh vô thấy bây giờ cũng là hay lục mà lục lén lén. Mỗi người có cái riêng tư mà chị mình không lên như vậy. Bạn có cái gì riêng tư mà không có thể chia sẻ với vợ được không? Chia sẻ được hết. Chắc ha. Dạ chắc. À được, nụ cười rất là thân thiện. Tin tưởng. Nói chung là cân đối, là không hói. À, nhìn trí thức. Được, nói chung là đàn ông. Rồi, tôi nhận xét nhiêu đó thôi đó, còn muốn biết thêm giờ giao lưu người thân nè. Dạ hôm nay em tới cùng với chị gái, em gái và một người bạn của em ạ. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và hai anh chị. Rồi, chào em. Thì em là em họ gần gũi với chị Thúy. Thực sự chị là một người chị mà em rất là ngưỡng mộ và kính trọng cũng như là yêu thương. Tại vì chị vừa có rất là nhiều tài cũng như cực kỳ tâm lý và dễ thương và rất là tình cảm, quan tâm đến em út. Chị đến cái độ tuổi này rồi thì em cũng muốn là chị đi làm là một chuyện nhưng mà cũng tìm một tấm chồng đúng rồi. Yêu thương. Thì em thấy anh một người con trai sáng sủa. Cái cách mà anh nói chuyện em cảm thấy anh là một người suy nghĩ chín chắn và chững chạc. Cảm ơn em. Rồi anh trai, em có đi với ai không? Dạ em đi với em gái ruột của em với cả chị với cả bạn em. Rồi mình nghe em gái ruột nói trước nha. Anh trai của em thì là một người rất là quan tâm tất cả mọi người. Em thấy chị thì cũng rất là dễ thương. Anh nấu ăn rất là giỏi. Nếu mà chị không biết nấu ăn thì về đã có anh giúp đỡ cái việc nấu ăn rồi. Đỡ quá, tốt quá. Dạ, tuy nhiên thì anh rất là sạch sẽ và kỹ tính. Trời ơi, làm bếp mà sạch sẽ kỹ tính luôn hả? Dạ. Kỳ tài hiếm có luôn nha. Dạ. Rồi, kéo màn lên cho hai bên gặp nhau. Cặp đôi này hợp lý nè. Nào, mời bạn. Mình hy vọng tràn trề lắm nha bạn trai. Bạn phải chứng tỏ năng lực nha. Cảm ơn các bạn, cảm ơn quà tặng em. Cho anh hỏi em trước nha. Em cảm nhận với anh như thế nào về cái nhìn đầu tiên? Anh thấy nhìn anh cũng lịch sự. Cũng cảm thấy là cũng dễ gần chứ không có xa. Cảm ơn em, nhưng mà hồi nãy em nói em chiều cao em đòi là 1m70. Nhưng mà anh có 1m65 thì cái đó có ok, có được không? Dạ, cái là cái yêu cầu chung thôi. Còn nếu mà cảm thấy hai người đã hợp nhau thì điều đó không quan trọng. Anh thấy em sao? Em rất dễ thương. Nếu như mà lựa chọn người phụ nữ giúp vẻ đẹp tâm hồn với hình thức á, thì anh sẽ thiên về cái gì hơn? Thiên về vẻ đẹp tâm hồn hơn. Tại vì hình thức có thể bây giờ đẹp nhưng mà sau này nó không đẹp mãi được. Tuổi xuân mình đâu có đẹp mãi được đâu. Nhưng mà mình sống với nhau là sống cả đời, sống đến già luôn. Thì cái tâm hồn nó quan trọng hơn. Tại mình yêu thương nhau mới yêu thương, mình mới gắn bó với nhau hết cuộc đời được. Anh cũng cùng quan điểm với em. Rồi, các bạn hãy nhìn nhau khoảng 15 giây và nói lên những cái điều gì mà mình đang suy nghĩ về tình yêu. Bắt đầu. Em xin hát đoạn được không anh? Được, hát đi. Anh không đi tìm người yêu lý tưởng đâu em. Anh không đi tìm người yêu tuyệt đối đâu em. Anh không đi tìm người yêu nhan sắc mỹ miều, người yêu đãi cá cao sang, lụa là gấm nhung vàng son. Em ơi anh tìm người yêu không ước mơ cao. Em ơi anh tìm người yêu thương mãi tranh chiều. Mãi đây cho dù dòng đời góc bế chân trời, cuộc đời bao ta phong ba, suốt đời có nhau bên mình. Chị Nết ơi. Dạ em thấy bạn Nam hát rất là hay ạ. Để đáp lại tình cảm của bạn Nam thì em cũng xin hát một bài. Rồi. Dạ, đó là bài Nhé Anh. Nhé anh, yêu em mãi luôn nghe anh. Yêu em mãi luôn trong đời. Mối tình ta mãi lâu dài. Và anh sẽ là tia nắng ấm luôn bên em. Cơn gió mát luôn hiền hòa. Ta cùng nhau mãi bước chung đời trên lối về. Bây giờ ngưng đi, ngưng hai người đi hát karaoke đi. Cặp đôi này là dành micro nè. Hai người đi hát karaoke được rồi đó. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định bấm nút hay không bấm nút. Nút được đâu vậy? Tìm nút đi. 3 2 1 hết thời gian. Trời làm lẹ quá vậy anh. Lẹ luôn. Tôi thấy rằng trong ánh mắt các bạn lung linh rạng ngời. Và tin chắc rằng cơ hội đó sẽ được nhân lên gấp bội nếu như chúng ta đi xem phim và tìm hiểu nhau kỹ hơn. Nắm tay nhau một cái đi bạn. Đó. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax.
Một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng tại các hệ thống của áo cưới Island, gửi tặng cho hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Bây giờ bạn có thể hôn cô gái ấy. Hôn nha. Xin xỏ gì nữa, không lẽ tao nói không rồi sao? Nói không rồi sao? Không được chưa? Gần trúng rồi. Không được. Nó gần trúng mà. Phải trúng mới được. Đúng chưa? Thấy sao? Thấy tim nó đập loạn xạ. Đây nữa là cái thiệp cưới. Anh cũng mong mỏi lắm rồi. Với là cái đây là sự nghiêm túc. Anh cũng trong cái thiệp đây là nó hơi đặc biệt nè. Anh ghi tên sẵn ba mẹ anh với là tên anh. Còn phía nhà gái thì anh chưa trống. Ý là anh cũng mong mỏi á, cái ngày mà có thể các cô dâu ghi tên trong này á. Dạ. À. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Xin chào cô Hồng Vân. Xin chào chú Quyền Linh. Xin chào tất cả các quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Trường Minh Hiếu. Năm nay em 34 tuổi. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Nha Trang. Nha Trang, cưng dạ. Làm gì Hiếu? À, dạ, hiện tại em đang làm trợ lý tổng quản lý của một khách sạn 5 sao ạ. À, vậy hả? Dạ. Rồi, mời em trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Dạ, em chào chị Hồng Vân. Chào cưng. Dạ, chào bạn nữ bên cạnh. Em tên là Trần Nhật Duật. Em năm nay 33 tuổi, em đến từ Phú Yên. Công việc của em là làm quản lý chất lượng ở trong một công ty về ngành in ấn. Làm ở đâu? Dạ, quận 3. Làm quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Rồi, mình nói một chút về cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi cưng. Dạ, điểm mạnh của em là em lạc quan trong cuộc sống. Em có một cái nếp sống khá là gọn gàng, sạch sẽ. Trong công việc thì em rất là chăm chỉ và nhiệt huyết trong công việc. Còn có điểm yếu nào không? Dạ, điểm yếu của em là do cái môi trường làm việc của em á, là đòi hỏi mọi thứ phải luôn luôn sạch sẽ và trau chuốt, cho nên em khá là kỹ tính và chi tiết từng điều rất là nhỏ. Dạ, cho nên đôi khi mọi người sẽ hiểu, sẽ nghĩ là em hơi khó tính. Dạ. Mời bạn trai. Dạ, ưu điểm của em vui vẻ với là biết lắng nghe chia sẻ. Còn cái khuyết điểm của em là hay ít nói với là hay ngại ngùng rụt rè trước chỗ đông người anh. À, dạ. Ít nói ngại ngùng. Dạ, có mấy mối tình rồi em? Dạ, em có một mối tình. Một mối, dài không? Dạ, hơn một năm. Lý do tại sao chia tay? Dạ, một phần còn cách xe. Với là lúc đó em đi làm nơi bạn ấy cũng đang sinh viên học ở Phú Yên á. Ừ. Dạ, với là quen nhau tìm hiểu cũng thấy cái tính tình nó chưa có gắn bó nhiều. Nên mới quyết định coi dừng lại. Rồi. Dạ. Em chia tay bao lâu rồi cơ? Dạ, cái mối tình đó là năm hai em 28 tuổi á, chắc 5 năm rồi chị. Ồ, 5 năm rồi hả? Dạ. Rồi còn em? Dạ, em có một mối tình lúc em còn là sinh viên. Mối tình đó kéo dài khoảng 1 năm. Thì em chia tay ngay khi em tốt nghiệp đại học. Nên là lâu rồi đó. Dạ, đúng rồi. Mà em không có mối tình nào khác nữa. Dạ, sau đó thì em không có một mối tình nào khác ạ. Không tin được luôn á, thực sự là không tin được luôn á. Vậy là mười mấy năm độc thân hả? Tại vì bạn này quá là xinh xắn luôn, thực sự là như vậy luôn á. Mà không biết sao mười mấy năm mà. Mười mấy năm luôn á. Em mong muốn cái người bạn trai sẽ như thế nào? Em rất là thần tượng Tổng thống Obama á. Dạ. Em thích một mẫu người đàn ông mà yêu thương gia đình và vợ con, giống như Tổng thống Obama vậy. Tức là về tính cách thôi chứ còn ngoại hình là không có muốn giống ổng không? Dạ, ngoại hình thì em muốn một người thon gọn, cao ráo. Ừ. Dạ. Áp lực không? Dạ, hơi hồi hộp trước. Hồi hộp áp lực, chị cũng muốn áp lực đây nè. Cô bồ nhà trai đi chứ. Cừ quá. Là không có giống Obama, là giống người khác, giống cá tính của người ta được rồi. Miễn sao là gặp mình chinh phục được rồi ha. Cá tính có giống không? Rồi, cho tôi xem mặt đàn gái coi. Chào em gái. Dạ, em chào chú Quân Linh ạ. Dạ, em rất vui vì ngày hôm nay được có mặt tại chương trình này. Bởi vì em đã đăng ký chương trình này cách đây 4 năm. Cuối cùng thì ngày hôm nay em đã có mặt tại chương trình. Nên ngày hôm nay em cảm thấy rất là hạnh phúc. À. Dạ. Rồi, cảm ơn rất là nhiều. Cô gái không thích đàn ông ở điều gì? Dạ, em không thích một người đàn ông thiếu suy nghĩ, làm việc cũng như là xã giao phải có chừng mực. Chừng mực hả? Dạ, chừng mực ở đây. Chừng mực, cái này khó quá. Dạ, chừng mực ở đây là mình không quá yêu thích, cũng không quá ghét, luôn luôn mình giữ ở một cái tình trạng là trung tính thì mình sẽ đủ để mà kiểm soát cũng như là xử lý tình huống, xử lý vấn đề. Rồi, giấu cảm xúc đó,
người phải biết giấu cái cảm xúc. Khó lắm. Dạ. Như không mình mà nghệ sĩ mà nhạy cảm, cảm xúc như bộc lộ ra hết. Bây giờ anh thích người phụ nữ như thế nào? Dạ em thích người một cô gái hiền lành, đạo đức, biết cư xử. Bên kia chắc được á. Dạ. Còn gì nữa không? Dạ được rồi, hiền lành. Em không thích người phụ nữ điều gì? Em không thích người phụ nữ. Chỉ cần cô ấy đạo đức với là thủy chung một xíu là được. Bên đây yên tâm, những thứ đó có rồi đó. Chờ đợi chương trình 4 năm nay là hiểu rồi đó. Đừng nói chi. Em đi với ai vậy? Dạ em đi với em trai của em. Em trai dễ thương con ha. Xin chào cô Hồng Vân, con xin chào chú Quyền Linh. Em xin chào anh trai. Chào. Và xin chào mọi người ở trường quay. Con tên là Thịnh, là em trai của chị Hiếu. Chị Hiếu ở nhà là một người phụ nữ của gia đình. Chị thật sự là rất kỹ tính và sạch sẽ. Trong một thời gian dài thì chị đã không có một mối tình nào. Và có một mối tình thì chị không có kể cho con biết. Nhưng mà con cũng hiểu tính của chị là một người cần một sự kiên nhẫn, cần một người bạn trai kiên nhẫn và rõ ràng với chị mọi điều. Tại vì chị sẽ là người phụ nữ hay thắc mắc. Dạ. Chị Hai, em mong chị Hai cho anh này một cơ hội để tìm hiểu. Rồi tại vì cũng là nhân duyên sau nhiều một thời gian chờ đợi lâu dài. Dạ. Em xin cảm ơn. Trời dễ thương quá trời đất luôn. Đi với ai? Dạ em đi mình. Mình hả? Được rồi. Vì lý do xa nhà nữa ha. Dạ, mẹ cũng muốn vô lắm mà hơi gấp, xếp được. Rồi không sao, có mọi người xung quanh dạ. Để ủng hộ em. Dạ. Bây giờ mở rào hai đứa gặp mặt nha. Gì? Mở rào. Việc của mình là tấn công nha. Xin chào em. Chào anh. Em rất vui được gặp em, cảm ơn quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có một món quà tặng cho anh. Cái đây rồi. Rồi mở ra. Cái đây nữa là cái thiệp cưới. Anh cũng mong mỏi lắm rồi. Với là cái đây là sự nghiêm túc. Anh cũng trong cái thiệp đây là nó hơi đặc biệt là anh ghi tên sẵn ba mẹ anh với là tên anh. Còn phía nhà gái thì anh chưa trống. Ý là anh cũng mong mỏi á, cái ngày mà có thể các cô dâu ghi tên trong này á. Dạ. Rồi mình mở quà ra đi, mình mở quà của mình. Dạ cảm ơn anh. Anh có thể đọc cái lời em ghi trong cái thiệp chúc này. Chào bạn, chuyện gì đến sẽ đến, người cần gặp sẽ gặp được. Cho dù kết quả ra sao, mình luôn chúc bạn sức khỏe và hạnh phúc nhé. Rồi. Hiếu tặng cho cái gì vậy? Dạ, con tặng cho bạn trai này một cái móc để treo chìa khóa. Và cái này là đồ handmade do tự tay con làm. Một cái thông điệp vô hình khác đó là em mong muốn rằng anh sẽ tìm được chìa khóa để mở cửa tâm hồn của anh cũng như của một người bạn đời của anh. Dạ. Hai bạn về vị trí ngồi đi. Hai bạn ở cũng không cách xa nhau, Phú Yên với Khánh Hòa thì cũng sát bên nhau. Dạ. Nhưng mà không bao giờ gặp mặt. Bây giờ ta gặp mặt nhau, mình cảm nhận thế nào? Đầu tiên thì được biết anh là đến từ Phú Yên, là một vùng đất mà gần gũi với Nha Trang, Khánh Hòa. Em cũng trân quý cái sự chịu khó và cái sự đồng hương này. Dù sao mình cũng là miền Nam Trung Bộ. Đúng rồi, đúng rồi. Yeah. Anh thấy em dễ thương, xinh xắn, nói chuyện chín chắn. Dạ, cảm ơn anh. Sợ em thấy anh ít nói quá, sợ chê thôi. Nhưng mà đã khi mình quen nhau rồi thì anh không phải vậy. Thường thường gặp đối tượng mình hay... anh hay ít nói ngại ngùng một xíu. Dạ. Không biết là anh có sở thích hay là có đam mê gì? Anh thích thể thao thì anh thích chơi bóng đá. Dạ. Thích chơi đá bóng như là thích coi đá bóng luôn. Còn cũng thích nghe nhạc, chữ tên bolero rồi vậy. Rồi làm cái bài bolero nào coi. Nghe coi, chơi cái coi. Hát bài đến nước đi. Dạ. Mẹ nói với anh mẹ rất thương em, thương vì nết na nhu mị ngon hiền. Ý mẹ thầm mong em là dâu, xin em một câu hẹn ước, cậy người qua mỗi mai chậu cao. Được. Là cậy ông Quyền Linh đó. Cậy ông Quyền Linh qua mỗi mai chậu cao. Em gái hát đáp lại cái đi, giao lưu âm nhạc trước đi. Dạ, em cũng có chuẩn bị một bài hát để tặng cho anh cũng như là góp vui cho chương trình. Em sẽ tặng anh, hát tặng anh một bài hát bằng tiếng Anh. Hold me now, touch me now, I don't want to live without you.
Nothing gonna change my love for you. Thôi chị quên đi. Dạ em quên mất rồi. Thôi bây giờ mình vào câu chuyện tình yêu hai bạn nè. Nãy giờ nói chuyện với anh, em có thấy anh ổn không? Hay là em có nhận xét gì? Em nhận ra ở anh có một cái sự chất phát của một người con trai miền Nam Trung Bộ. Bởi cái giọng nói của anh hiện tại vẫn chưa có thay đổi nhiều. Ngoài ra thì em cũng nhận ra là tuy anh 33 là anh chỉ ít hơn em có một tuổi thôi, nhưng mà nhìn anh cũng khá là chững chạc ở ngoại hình. Cảm ơn em. Dạ. Bây giờ là em bước tới nắm tay cô gái ấy, nhìn thẳng vào mắt và nói những cái gì mà nó từ trái tim mình. Đúng rồi, thật nào, nhất. Bước tới đi. Dạ, cho anh nắm tay em. Dạ vâng. Thấy em anh cũng mến. Dạ. Mình có thể cho nhau tìm hiểu để mình hiểu nhau về cái tính cách. Giờ cái tính cách nó quan trọng nhất. Dạ. Thì mình sống với nhau là bắt đầu nó tính cách. Không ai hoàn hảo hết, nhưng mà nhiều khi mình về sống với nhau bắt đầu nó có những cái khuyết điểm. Mình cứ thay cho nhau tìm hiểu. Dạ. Em rất là vui khi có mặt ngày hôm nay tại chương trình. Cũng như là gặp được một người bạn trai như anh. Dạ. Và quyết định đến với nhau hay là có tìm hiểu nhau hay không, anh sẽ có câu trả lời sau vài phút nữa thôi. Cảm ơn em. Dạ. Về vị trí, để tay vào nút bấm các bạn. Sau khi giao lưu với nhau rồi, bây giờ chúng ta sẽ quyết định bằng chính cái nút bấm đó sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3. Rồi, không bấm hả? Dạ dạ, con xin lỗi, con không bấm ạ. Lý do tại sao vậy em gái? Thực ra em vẫn chưa, trái tim của em vẫn chưa thực sự rung động. Nhưng mà như em có ghi trong cái lời, trong cái thiệp đó, điều gì đến thì sẽ đến, người cần gặp rồi sẽ gặp được. Cho nên em hy vọng rằng và luôn luôn cầu chúc cho anh sẽ gặp được một người con gái hợp với anh nhất. Và chúc anh luôn luôn có sức khỏe, luôn luôn thành công trong công việc và trong cuộc sống. Cảm ơn em. Đó là quan điểm của mọi người, chúng tôi trân trọng những quan điểm đó. Dạ. Ha, mọi người, chúng ta không rung động, không bấm. Dạ. Đừng bấm vì bất kỳ điều gì, để người khác hiểu lầm. Chúc hai bạn sớm tìm được một nửa yêu thương của riêng mình nha. Dạ. Xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Ôi, kinh quá. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi em trai. Bây giờ thì bạn nữ giới thiệu về mình đi. Dạ em xin chào chị Nam Thư. Xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Xin chào tất cả quý vị khán giả và chào anh Nam bên cạnh. Em là Lê Thị Thương, năm nay em 27 tuổi. Hiện tại em là giám đốc của một công ty bất động sản. Em quê ở Bình Định và hiện tại em đang làm việc ở Tân Bình. Xin mời bạn Nam giới thiệu về bản thân mình nè. Xin chào MC Quyền Linh. Dạ, chào chị Nam Thư. Chào tất cả quý khán giả. Em là Dương Minh Thành, 29 tuổi, hiện em là nhân viên ngân hàng. Em đến từ Đắk Lắk, dạ, thủ phủ cà phê. Bạn gái, hãy nói một chút về ưu điểm, khuyết điểm của mình. Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, độc lập và mạnh mẽ. Khuyết điểm thì em không giỏi về nội trợ. Cái thứ hai nữa là tính chất công việc nên em hay đi nhậu. Mà mỗi lần em nhậu vào em rất là lầy. Trời ơi. Nếu tăng 2 thì em sẽ rất là bung lụa. Bung cỡ nào em? Bung cỡ chị. Bung cỡ chị. Ủa anh Linh ơi, bộ em bung dữ lắm. Em bung lắm á. Em bung dữ lắm hả? Sao bé này bung cỡ em vậy ta? Xem em trên truyền hình em bung dữ lắm luôn mà. Đó em. Để coi hồi. Không phải em đó. Em nít na thùy mỹ lắm. Không phải đâu mọi người ơi. Bề ngoài của em á rất là xinh xắn, công việc ổn định. Và khi mà giới thiệu profile của em là giám đốc kinh doanh thì tại sao? Ê, em cũng không biết sao, nhưng có thể là duyên em chưa tới. Cũng có một vài chàng trai nhưng mà em cảm giác không có được happy, không có được mở lòng với những người đó lắm. Rồi bạn trai bên kia, mình giới thiệu về ưu điểm khuyết điểm của mình nè. Em cũng thích giao tiếp, có thể nấu ăn nội trợ. Em có khuyết điểm gì không? Em mê ngủ, với là em cũng hay quên lắm. Em có thể là ngủ 2 ngày 2 đêm cũng được. Còn ví dụ quên thì cái đấy thì thường xuyên. Ví dụ em có khách hàng ở dưới Nhân Trạch, em phải xuống đấy ký hợp đồng, ký giấy tờ này nọ, mà em soạn sẵn để đấy rồi mà cuối cùng em chạy xuống Nhân Trạch như một vị thần, mà cuối cùng
quên giấy tờ. Em lại không mang giấy tờ gì theo, thế là hôm sau phải hẹn khách lên lại. Duyên dáng gì vậy? Đàn gái. Dạ. Có mấy mối tình rồi? Em trải qua là 2 mối tình ạ. Mối tình gần đây nhất thì em chia tay được 2 năm rồi. Yêu nhau mấy năm? Dạ, yêu được 1 năm. 2 mối tình này của em thì chung một điểm, đó là em bị lừa dối. Lừa dối? Vâng. Phản bội? Phản bội, dạ. Người thứ ba? Dạ. À, công thức quen thuộc quá ha. Đó là những cái điều mà không ai muốn hết đúng không? Dạ vâng. Mối tình thứ ba này hy vọng rằng không có sự lừa dối. Dạ. Mà nam? Dạ. Thì em thì cũng chính thức thì là 2 mối tình. Mối tình đầu tiên là hồi sinh viên. Thì cũng là chỉ sinh viên thì mối tình đầu thì học hành sa sút quá. Quen mà 1 năm mà nợ đến 6 môn. Còn mối tình thứ hai? Thứ hai thì em cũng bị phản bội giống như bạn bên kia. Lúc đấy thì em mới ra trường, thì mình đi làm thì lúc đấy cũng chưa ổn định. Thì bạn ấy thì ở Bình Dương thì cũng có quen 1-2 người nữa. Thì bạn ấy quyết định chọn một người có công ăn việc làm ổn định hơn rồi. Dĩ nhiên con gái người ta phải chọn người có công ăn việc làm, có sự nghiệp thôi. Chứ nhiều khi mình không có gì người ta đâu chọn mình đâu. Cái đó cũng không phải là sự phản bội. Tức là quen với em với một người, tức là 2 người, nhưng mà lấy một người thứ ba là không người khác, không liên quan. À, tức là tại vì 2 anh không có đáp ứng nhu cầu cho người ta. Dạ, chính xác. Anh thứ ba đáp ứng nhu cầu ta lấy thôi. Dạ. Ồ, chào em gái xinh đẹp. Dạ, xinh đẹp không anh? Rất là dễ thương. Bây giờ em tìm cho mình một nửa yêu thương như thế nào? Mẫu người của em thì em muốn bạn nam phải cao 1m7. Cao 1m7, gì nữa? À, vui tính. Vui tính. Không có râu quai nón. Ôi, sao em kỵ râu quai nón hả? Em cảm giác bị sợ. Râu đẹp mà em. Đúng rồi. Có râu là nhìn nam tính chứ. Em thì em không thích râu quai nón anh. Còn râu bình thường thì không vấn đề gì. Râu chùm chùm đây được không? Dạ, phải sạch sẽ anh ơi. Râu nhanh ngồi dưới được không? Râu đó tỉa gọn đẹp rồi anh. Được, gì nữa? Không hói. Không hói. Không hói hả? Dạ vâng. Tôi nghe chữ hói là tôi bực mình rồi đó. Sao không thích hói vậy? Lý do anh phải hỏi ra vấn đề này mới được. Cơ bản là tại cái gu mỗi người khác nhau á anh. Cái gu hả? Dạ vâng. Rủ em lấy chồng lỡ em đi qua ông sói, ông hói đầu rồi sao? Không, em ví dụ đi. Yêu anh nói yêu hai đứa yêu nhau hạnh phúc lắm. Mà tóc ảnh nhiều, cái tối về gỡ ra tóc giả thì sao? Ừ rồi sao? Có nha. À, đi cấy anh, cấy được mà. Bắt buộc phải cấy hả? Dạ vâng. Cỡ nào cũng đó, phải có tóc không hỏi. Thôi được rồi, không thích hói. Dạ. Tôi không thích mấy người thì không thích hói nha. Bên đàn trai tôi thấy giận rồi đó. Ủa, người ta là con gái, bên này người ta có quyền lựa chọn chứ. Thì tôi cũng có quyền tôi nói chứ. Rồi em còn thích gì nữa không em? À, em thích con trai sạch sẽ. Không lẽ con trai đó giờ ở dơ lắm hả? Thật không? Chắc sạch anh. Hỏi ông kia, ngày tắm mấy lần? Ngày từ 1 đến 2 lần thôi. Được, sạch sẽ được. Sạch sẽ. Gì nữa? Em không thích đàn ông mà quá cơ bắp. Mỡ không à? Mỡ không à? Mày nó không cơ bắp, nó có mỡ không à? Người tròn tròn thì dễ thương, mịn mịn thì dễ thương. À. Cái gì? Hình như tả đốt cô lắm hay sao? Bên kia nó nhảy vô tay kìa. Khoan coi á, khoan coi. Khoan coi. Tôi không cho coi đàn trai, tôi bực rồi. Trời đất ơi. Người ta thích đàn ông là cơ bắp, khỏe mạnh, có râu. Cô này cũng không thích cơ bắp, không thích có râu nữa. Tôi không cho gặp đàn trai. Trời. Cô này cô gu khác, cô không có thích mấy cái gu mà mấy anh tập tạ, tập gym, muscle rồi. Người ta thích sáu múi này kia sao? Chứ em thích sáu múi không? Em rất thích sáu múi. À, thấy chưa? Ê, các cô như thích sáu múi không? Có ai thích gu như anh Quyền Linh không à? Không có ai luôn á Linh. Không có ai gu luôn. Gu thì thua rồi. Thua rồi. Gu bỏ tay rồi. Không giờ còn gì nó khó hơn nữa không em? Chắc là hết rồi đó anh. Nhiều đó thôi cũng đáp ứng cũng mệt đó mà đó. Em thấy đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? 80%. 80% hả? Rồi mở cửa cho coi đàn trai tôi nè. Trời, đàn trai tôi cũng có giá lắm mà đừng có giỡn. Xin mời mở rào. Ơi khoan. Khoan hả? Qua coi đàn trai coi được không? Tôi biết mở rào chứ. Ủa nãy mở qua bên coi. Đàn gái không chịu rồi sao? Có bụng không? Đừng hóp, đừng hóp, hóp xỉu vậy. Hóp xỉu. Mặt tròn tròn, gu tròn. Em, gu em á, theo chị hồi nãy giờ em miêu tả là không muscle, không cơ bắp. Ấy là gu em đó. Có thêm bonus thêm cái cặp mắt kiến rồi vậy nữa. Được. Ăn nói thì lanh lẹ cao. Trời. Cao mét mấy à? Không, em không đủ tiêu chuẩn của bạn. Bên kia là hơn 1m7. Bên đây chắc dưới 1m7 rồi. Dạ, em dưới 1m7. Dưới 1m7 được không em? Chỉ 1m7 là bao nhiêu anh? Anh có thể không cao nhưng mà có thể ví dụ trời sập xuống anh đỡ lên được không? Cái câu bây giờ mà nói anh có thể không cao nhưng mọi người phải ngước nhìn là xưa rồi. Xưa rồi. Anh có thể không cao nhưng trời sập xuống anh đỡ được không? Hay ho.
hay hay. Được không? Được được. Bà hỏi được không? Chịu chịu chịu. Chịu rồi đúng không? Chịu chịu. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao. Bạn gái, hôm nay em đi với ai nè hả bé Thương? Hôm nay thì em đi cùng với cô em, anh trai và bạn. Dạ rồi, xin chào cô. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư. Em là cô của gái Thương. Hả? Cô sao trẻ quá vậy? Cô thấy cũng được. Cô nghĩ nên con nên cho thời gian tìm hiểu. Cô có thích đàn ông hói không? Dạ em không thích. Kỳ ta. Em kế bên thích đàn ông hói không? Trời ơi. Em anh Linh, bây giờ anh hỏi gì nè. Hỏi quý vị khán giả đang xem chương trình qua TV đó, ai không thích đàn ông hói mail về thì anh sẽ có câu trả lời. Ai không thích đàn ông hói vô Facebook tôi nói chuyện nha. Bạn trai hôm nay đi với ai ha? Dạ em đi với bạn học đồng nghiệp của em. Em chào chị Nam Thư và chào anh Quyền Linh. Chào quý vị khán giả tại trường quay. Chào bạn Hương, mình là ông anh đi làm chung với Thành. Dạ vâng, chào mình anh. Mình cũng thấy bạn cũng ok so với em của mình đó. Mà em mình cũng nói thật cũng hơi lầy á. Em tăng 2 nó cũng trợ giúp em được đó. Cũng hy vọng hai bạn cho nhau cơ hội. Mình thấy hai bạn ok. Rồi, cảm ơn trai. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt rồi quyết định nha. Mở rào. Mình có bó hoa tặng bạn. Với cái này là cái vắt cam cam. Thì trời nắng có thể hỗ trợ bạn. Mình thấy nước cam cũng tốt nên mình tặng bạn. Quay vòng cho bạn gái coi coi hợp không. Đâu nhìn em kiểm gái kiểm tra coi. Chàng trai sao em rờ vô coi có cơ bắp không. Hả? Em kiểm tra cơ bắp coi. Nhìn được rồi á. Không, kiểm tra nó phải rõ ràng. Này là không phải là cơ bắp lắm. Đúng rồi, mình không có tập gym. Dạ. Mình lâu lâu mình hoạt động thể thao thôi chứ mình không có tập. Anh biết đáp anh. Mình biết tất cả môn thể thao. Rồi các bạn về chỗ ngồi đi. Rồi, mình ngồi xuống nè. Mình hãy nói về cảm nhận ban đầu về nhau như thế nào nha. Nhường. Sao nãy ông mạnh miệng lắm mà. Tại vì thấy bạn em thấy đau tim quá. Em có thấy bạn gái xinh đẹp không? Dạ bạn xinh đẹp. Trời ơi, ông này ông lật mặt vậy sao? Này ngồi nói kia nói chuyện với em xéo sắc, nhìn mắt lên nói qua nói lại, giờ quay qua đây. Bạn thấy mình thế nào? Em với bạn gì em hỏi. Em thấy anh thì cũng dễ thương, gương mặt thì ưa nhìn. Chỉ có cái là nó chưa cao so với tiêu chuẩn của em thôi. Mình thấy cũng vừa đấy. Anh được 1m65 không? Không, mình được 63. À 63. Còn em trai? Dạ em cũng thấy bạn rất là ưa nhìn. Nữa là bạn nữa. Em thấy ưa nhìn. Hả? Em nhìn thấy Thương rất là ưa nhìn. Mình là một người lãng mạn thì mình thích một cái phong cảnh đẹp chẳng hạn, hoặc là những cái gì romance là mình rất là thích. Quan điểm tình anh yêu của mọi người. Anh có phải là người trung tình không? Anh là người rất trung tình. Rất trung tình thì. Em thì qua hai mối tình thì em rất là sợ. Nên bây giờ cái đầu tiên cần tìm là người chân thành. Anh có phải là người hay ghen không? Ngày xưa anh hay ghen lắm. Nhưng mà qua hai mối tình thì không bao giờ mình ghen nữa. Tại sao? Tại vì mình phải làm gì đó người ta mới làm gì đó để mình ghen. Hoặc ví dụ như em cứ thành thật thì chắc chắn là anh không việc gì anh phải ghen nữa thôi. Em là một người có tính sở hữu rất cao. Em quen một người thì em thích người đó rõ ràng trong tất cả các mối quan hệ. Không có em gái của đồng nghiệp hay là em của thằng bạn thân, hay là em gái mưa hoặc là em gái nuôi. Bởi vì cơ bản là cái gì nuôi thì cũng sẽ thịt thôi. Thường thường là anh ngại. Anh có liên hệ với người yêu cũ không? Không, với anh cắt bụi về cắt bụi cho nên đã là... Ủa là người yêu cũ thôi mà sao cưng đẩy về cắt bụi dữ vậy cưng? Thì tình yêu đến từ đâu thì nó về với đấy thôi chứ. Vậy là Facebook không có còn người yêu cũ xóa hết rồi phải không? Không liên lạc gì luôn á. Hai được. Làm được gì đến mức như vậy? Tình yêu cũ đôi khi nó là kỷ niệm đẹp, là ký ức đẹp, sau này ngồi là nhớ lại. Cái tình yêu cũ với... gì đã trở về cát bụi giống như... Tại em không muốn đi luôn thì tình yêu cũ đã ảnh hưởng tới cái người mới của mình thôi. Cũng hay, cũng là một ý kiến hay. Ngại ngùng nè, hát tặng nhau bài nhẹ nhàng nè. Rồi bấm nút nè. Em thì hát rất là dở, mấy bạn nói mà em mà hát là mấy bạn nhà trai em bảo là qua nhà gái ngồi hết. Chứ không dám ngồi nhận ngồi trai cho nên em cũng sợ lắm. Đôi khi hát dở cũng ấn tượng đó em. Hát lại đi.
Vậy thì nhắm mắt làm liều vậy. Ly cà phê như muốn nói cùng em câu gì. Ly cà phê như muốn hát cùng em câu gì. Em hơi run. Không sao. Lại hai bác. Hát cà phê người ta hát tỉnh ngủ, hát xong rồi ngủ luôn. Đi vậy. Có thể. Ly cà phê như muốn nói cùng em câu gì. Thôi em cho em qua cái đoạn này được không? Thôi. Dạ. Khỏi nha. Dạ khỏi. Em hát hết ai cũng muốn cà phê luôn á. Dạ vâng ạ. Em thì được cái hát không hay nhưng mà lại hay hát. Đúng rồi. Dạ. Cứ thoải mái em. Nào. Em biết anh yêu cô ta, giấu em những hôm không về nhà, giấu em từ trong anh mẫn, từ trong lời nói anh luôn giấu em. Em sẽ đứng im em nhìn, xem trái tim em sẽ chịu đựng đơn. Một người em đang yêu thương, em đang chăm sóc, đang lừa dối em. Và nếu như có một ngày anh không thấy em, và em sẽ nói rằng anh hãy đi anh. Em cố nắm thật chặt đôi tay của em, cố ôm chầm và anh xin lỗi em. Và nếu suy nghĩ của em sẽ không như vậy, sẽ không phải là em mà là cô ấy. Em không phải là người đi đến cuối cùng, sẽ không phải là em đúng không anh? Đó, thấy chưa? Bây giờ trước khi tiến hành bấm nút thì em hãy nói tất cả những suy nghĩ của em. Nói đi em, nhìn bạn gái. Hôm nay mình hơi hồ hộp một tí. Đối ngoại thì mình rất là tự tin, mà không biết sao lên chương trình với là thấy bạn nữ thì mình lại hơi yếu đuối. Mình cũng rất lâu rồi mình cũng chưa có tình cảm, mình cũng chưa có yêu. Lâu rồi chưa yêu, mình mất cảm giác yêu. Mình sợ là mình cứ bối rối vậy. Thì nếu có cơ hội thì cho mình tìm hiểu. Ok, được rồi. Như thế cũng đủ rồi. Nào, hãy để tay vào nút bấm để xem những cái chia sẻ của em, cô gái có đồng tình hay không. Cũng đang rất hồi hộp. Chờ đợi. Chờ gì nữa. Trời ơi, tôi chưa đếm là đã bấm rồi. Có lẽ là nhịp tim họ đã cùng nhịp đập với nhau từ lâu rồi. Tại sao em lại bấm nút trước với cô gái? Thì... Anh hỏi cô gái. Hỏi cô gái à? Qua cách nói chuyện với anh thì em cảm giác ở đây có sự chân thành. Cái thứ hai là em cũng muốn cho mình một cái cơ hội. Rồi, hãy nắm tay đi. Nắm tay nào. Hãy chứng minh cái nút bấm của mình. Hôn đi. Nào. Thôi. Nhưng mà em nghĩ nên để dành. Không, em quy định chương trình chị á, không hôn là không có cho dắt bạn gái về. Một cái nụ hôn để chứng minh vậy đúng với cái trái tim của mình. Tại sao vậy, không có thể cho mình thơm má nữa không? Làm gì hôn.